Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ quyển 7 phẩm 23 Vương Tự Đắc Niệm. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Tôn giả vẫn muốn tiếp tục được nghe nói về tâm của Bồ Tát chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp: Kính bạch Thế Tôn, này chính là lúc nên được nghe Thế Tôn thuyết giảng về tiếp về tâm đích thực của Bồ Tát. Chính nhờ tâm chân thực ấy mà có thể tu tập đạt quả vị vô thượng Bồ Đề. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Giờ từ quá khứ xa xưa, trải qua vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn A Tăng Kỳ kiếp, bây giờ có Đức Phật hiệu là Đức Vương Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện tệ thế gian giải vô thượng sĩ, đều ngự trường phu thế nhân sư Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, vị Phật Đức Minh Vương ấy hội lớn ở của hàng Thanh Văn có đến 84.000 vị. Hội lớn của chúng Bồ Tát số lượng cũng như thế. Thời ấy nơi hàng Thanh Văn trong mỗi hội thuyết pháp đều có 84.000 người đắc quả A La Hán. Các vị Bồ Tát trong mỗi hội thuyết pháp cũng có 84.000 người đạt được pháp không thối chuyển. Đức Phật Đức Minh Vương đã dứt sạch hết thảy mọi thứ lậu vô có, tâm luôn được tự tại. Bậc Đại A La Hán, các vị chứng các quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, số lượng còn nhiều hơn nữa. Cùng thời này, các vị vương tử tên là Đắc Niệm đã thân hành đến chỗ Đức Phật, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật rồi lui đứng một bên. Vương tử trông thấy Đức Phật có uy đức lớn lao, liền suy nghĩ rằng Phật là bậc hy hữu, đã thành tựu bao công đức hết sức thâm diệu, cho nên tạo duyên gì để có được trí tuệ cùng thân tướng tốt đẹp như Đức Phật. Liền theo chỗ suy nghĩ của mình và đọc bài kệ hỏi Đức Phật rằng: Con nay thấy Thế Tôn, nguyện sẽ được trí ấy, hành nhân duyên nghiệp nào, đạt tuệ vô thượng đó, sẽ thân Phật bậc nhất, như thể trăng trong sao, lực thần thông hơn hẳn, nên thuận chúng thuyết pháp. Trí tuệ không ai hơn, như Thích Thiên Tôn Quý, nơi pháp luôn tự tại. Con nay xin được hỏi, trí Phật tịnh vô ngại, ba đời thảy thông đạt, tất cả chúng tôn kính, việc con giảng việc ấy. Thế Tôn sư từng gặp vô số các vị Phật, hỏi về nhân Bồ Đề. Nguyện nay vì con giảng, nay hỏi trí vô ngại, làm sao chứng Phật đạo, chốn nương của muôn loài, độ hết khổ sinh tử. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, lúc này Đức Phật Đức Minh Vương dùng kệ đáp lại rằng: Đồng tử chỗ con nêu, sự thật ấy như thế. Ta từng thấy chư Phật số nhiều như hàng xa, thấy Phật hơn hàng xa, tên số chẳng kể hết, cũng đây hàng xa kiếp, hỏi Phật việc như vậy. Con phát tâm Bồ Đề sẽ thành lưỡng túc tôn. Này nghe ta thuyết giảng, nghe xong như lời hành, luôn hành thí không chán, trí giới chẳng dừng nghỉ, đa văn không nhạm đủ, tu tập chân trí tuệ. Phật lược nói kệ ấy, thể đồng tử ham thích, muốn khiến thành Phật đạo, lại vì phân biệt khắp. Con luôn luôn bố thí, để giới tịnh không mỏi, hỏi bậc trí đâu chán, đó nhân duyên chân trí. Chân trí không nơi chốn, cũng không nơi thường trụ, do nhân hỏi chư Phật nên sinh chân trí tuệ. Trí Phật không nương nhãn, tánh nhãn vốn tự không, cho vậy chẳng nên chấp để cầu trí tuệ Phật. Nhị tỷ thiệt thân căn, cùng ý cũng như vậy, các nhập ấy đều không, tướng không nên tham vướng. Bốn đại hợp nên thân, tâm nơi chốn nương tựa, theo đấy giấy tưởng nhớ cũng chẳng có. Như chẳng nương tựa thân, cũng chẳng dựa thọ mạng, lại chẳng bám tài lợi, ác đạt được Phật đạo. Luôn nên cầu xuất gia và siêng năng tinh tấn, thường chẳng lìa uế dục, do lìa xa nẻo ác. Nếu con làm bố thí, vì hết thảy chúng sinh, nơi chúng không phân biệt, cũng chẳng thấy hí luận. Bây giờ Vương Tự Đắc Niệm giải tâm tin tưởng hoan nghỷ, liền ở nơi trước Đức Phật đọc bài kệ: Thế Tôn dứt sạch nghi, chỉ nẻo vượt sinh tử, thuyết pháp tịnh thâm diệu, vì con tạo lợi lớn, con cho là thành Phật, an tọa nơi đạo tràng, được diệt mọi ma buộc, do theo Phật nghe pháp, con bèn làm người dẫn, nên động khắp đại thiên, hiện vô số thần thông, do theo Phật nghe pháp, cho là bỏ mạng lớn, để nhập cõi niết bàn, tất cả pháp đều không, chân trí do đấy sinh, ra pháp dứt sạch tướng, pháp diệt không chốn cõi, pháp hữu vi đều dứt, dứt sạch tức là không. Con nay đến cha mẹ, nêu bày cùng tại từ, nơi pháp Phật xuất gia, tu hành đạo giác ngộ, tức thời lễ chân Phật, nhiễu ba vòng rồi đi, đến ngay chỗ cha mẹ, giữa đường gặp ma ác. Ma ác giấy niệm này, vương tử muốn xuất gia, ta sẽ tạo chướng ngại, quá nhiễu hoại tâm ấy, liền đứng ở giữa đường, giờ hỏi vương tử rằng, đi gấp đến chỗ nào, hãy dừng để xin hỏi. Vương tử nghe bèn đáp, tôi từ chỗ Phật lại, được nghe pháp vô thượng, nên muốn theo tu tập.
Mà nói người lành thay tinh tấn cầu Phật đạo, cho nên trước giờ thọ dục rồi sau sẽ xuất gia. Người sinh chốn tôn quý, dân giàu có vô lượng, trước sẽ thọ vui đời, chớ để sau sinh tiếc. Chốn tôn quý như thế, năm dục lại khó được. Nếu nay bỏ xuất gia, sau tất sinh tâm hối. Vương tử tức thì bảo, thọ dục trọn chẳng ham. Ông đem thân điên đảo, khen pháp dối uế ấy. Ông nói phú quý khó, lìa tám nạn khó hơn. Tôi nay gặp việc này, xuất gia tu Phật đạo. Tôi đã rõ cõi dục, cõi sắc vô sắc vượt, ba cõi khổ vô thường, dứt ái đạt tịch diệt, sẽ chứng pháp vô phi, chúng sinh được lợi lớn, thoát khỏi sinh bệnh tử, qua lại mọi cảnh khổ. Lúc này Ma Ác thất niệm nói với Vương Tử rằng, nhân nhà tự bảo là dấp chí cầu Phật pháp, nay ta cũng sẽ cùng tạo ra lợi ích. Vương Tử đắc niệm nói, hãy để tôi nói, nghe xong thì sẽ rõ. Ma Ác nói, nên bày lời thệ nguyện, rồi ngươi mới nói. Dương Tử đáp, ôi thôi hiền giả, tôi trước nên nói, nghe xong thì mới rõ. Ma Ác bảo đắc niệm, ngươi chẳng nên nói là nghe xong thì sẽ rõ, nên nói như thế này, chỉ thấy sự giáo hóa và sẽ theo lời chỉ dạy ấy mà hành động. Dương Tử đắc niệm đáp, tôi nay không nên như đệ tử đối với pháp, theo lời chỉ dạy là làm ngay. Vì sao? Vì như ông đấy, ở nơi pháp thì sinh tưởng phi pháp, ở nơi phi pháp thì giải tưởng là pháp. Do đó những lời ông chỉ dẫn, tôi phải suy nghĩ. Điều thiện thì sẽ theo và thực hiện, còn điều bất thiện thì từ bỏ. Vì vậy kẻ trí đối với pháp nghe xong thì mới rõ. Ông muốn khiến tôi trước hãy lập thệ nguyện như lời chỉ dẫn và hành động ngay. Đó là sự việc của hàng phàm phu, không phải là nẻo hành động của kẻ trí. Đấy là chỗ ma làm, chẳng phải là Phật pháp. Như thế nên tôi không theo ông trước quyết bày tỏ lời thệ nguyện. Sao có kẻ trí chế cười tôi rằng, làm sao lập thệ rồi mà về sau chính mình làm trái lại. Bây giờ Ma Ác bèn suy nghĩ, gã Vương Tử này thật thông minh sáng dạ, đã không chịu lập thệ nguyện thì khó có thể lừa dối mê hoặc được. Suy nghĩ như vậy xong thì nói với Vương Tử đắc niệm, lành thay Vương Tử, pháp của kẻ trí là chẳng nên lập thệ nguyện trước. Tuy nhiên ta này sẽ chỉ dẫn cho ngươi, ngươi sẽ tin thọ như ở trong sự việc gì. Thấy có nhiều lầm lỗi thì phải nên lìa bỏ, còn nếu thấy chỉ có ít lỗi lầm thì nên gần gũi. Vương Tử nghe bảo thế liền nói với Ma Ác, ôi thôi kẻ trượng phu, ông này chẳng nên nói những lời như vậy. Vì sao? Vì dù lỗi lầm hay ít lỗi lầm thì cũng đều chẳng được gần gũi. Ví như có nhiều chất độc có thể làm hại người thì ít chất độc cũng có thể làm hại người vậy. Như bậc chuyển luân phương, trong khi ăn cơm gặp chất độc có thể bị hại đến thân mạng. Có như kẻ hạ tiện, trong lúc ăn uống gặp chất độc thì cũng có thể nguy hại đến tánh mạng vậy. Vì thế nên biết rằng, nhiều hay ít lỗi lầm thì đối với người có trí tuệ sâu rộng đều nên lìa bỏ. Pháp mà kẻ trí nên gần gũi là không có lỗi lầm sai trái, không nóng nảy, buồn phiền là bất động tịch diệt, dẫn tới cánh an lạc. Ác ma bèn suy nghĩ, nay chỉ bày cho kẻ này đã chẳng chịu tinh thọ mà lại còn đối đáp trái ngược, vậy nó tất có thể thông đạt trái với những điều khiến ta nghi ngờ. Tuy vậy vẫn còn có một lẽ, gã Vương Tử này tâm đối với trường hợp nhiều hay ít lỗi lầm đều chẳng muốn thọ nhận. Mà hạnh Bồ Tát thì có nhiều thứ lỗi lầm, sống lâu trong cảnh sinh tử, qua lại nhiều nẻo, ba thứ lỗi lầm về tham dục, sân giận, ngu si, kẻ cầu mong chẳng đúng lúc nào cũng ào đến, theo chỗ đòi hỏi về những vật quan trọng mà mình yêu thích, đầu mắt tủy não cùng các chi phần nơi thân mạng. Hạnh Bồ Tát có những lỗi lầm như thế, tâm của gã Vương Tử này đối với trường hợp ít lỗi lầm hãy còn xa lánh, huống là đối với trường hợp nhiều sai phạm. Này, nếu được nghe nói trong hạnh Bồ Tát ấy có những lỗi lầm như thế thì hoặc sẽ thoái chuyển đi vào các pháp tiểu thừa hay nhập niết bàn, như vậy cũng là sai, thế là cũng làm được việc hủy hoại lớn đối với tâm của gã ấy. Suy nghĩ như vậy rồi, bèn nói với Vương Tử đắc niệm rằng, lành thay, đúng như chỗ ngươi đã nói, dù nhiều hay ít lỗi lầm đều chẳng đến gần củi, đó là pháp của kẻ trí, chỗ ta đã nói là không đúng nên tâm ngươi không chấp nhận. Vương Tử nên biết rằng chỉ có cảnh giới nê hoàn là dứt sạch hết mọi lỗi lầm, vì thế ngươi nên nhất tâm dốc cầu, chứ đừng qua lại trải khắp các cõi sinh tử nhận lấy bao nỗi thống khổ.
Vương tử cũng nên rõ thọ thai là rất khổ, thời gian ở trong thai cũng khổ, sinh ra lại khổ, yêu thương mà ly biệt là khổ, oán ghét gặp nhau là khổ, thân này là vô thường, là không, là chẳng bền chắc, nuôi dưỡng cực nhọc, nhưng thọ mạng luôn nguy khốn, dễ bị hư mất. Đó là sự vô thường đáng kinh sợ, mà cõi sinh tử thì vô biên, làm sao có thể đi đến khắp hết được. Người trí nghe thế thì đủ phát sinh sự chán lìa rồi. Ngươi hãy tự hướng vào mình mà nghĩ xem. Chư Phật khó gặp, tám nạn thì khó lìa. Thân người khó được, kinh pháp khó được nghe, nghe và tin càng khó. Người nay đều có được đầy đủ các thứ ấy, cho nên không lìa bỏ mà phải sinh lòng chán lìa, tức đối với thân này nên lập nhập Niết Bàn. Bản ý của ta chính là nhằm bày tỏ điều đó. Vì thế trước khiến ngươi nên quyết định lập thệ nguyện. Đấy đúng là ta nói, nghe xong thì sẽ rõ. Vương tử đắc niệm đáp: Theo như nhân giả nói rằng sinh lão bệnh tử là phải nhận lấy vô số nỗi khổ, điều ấy là đúng. Nhưng bảo là thân này nên nhập Niết Bàn thì không thể được. Tôi khi nghe xong việc ấy thì đối với chúng sinh lại tăng thêm lòng từ bi. Chúng sinh thật đáng thương vì ở nơi cảnh lão bệnh tử và chịu lấy vô số nỗi khổ. Lúc tôi đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhằm chuyển vô lượng nỗi khổ của lão bệnh tử, nên vì họ mà thuyết pháp khiến họ được vĩnh viễn xa lìa. Này nhân giả, ít có lúc được nhìn thấy lợi ích lớn lao. Lúc tôi lúc nghe ông nói về nỗi khổ của sinh tử, liền đối với chúng sinh mà khởi lòng thương xót lớn, nhằm cứu giúp họ. Nếu thân tôi đây mà nhập Niết Bàn liền thì ai sẽ là người cứu giúp? Lại nữa, nay được nghe ông nói sự việc ấy thì tôi lại càng thêm kiên cố hơn trong đại nguyện trang nghiêm của mình. Bây giờ Ma Ác nói với Vương Tự Đắc Niệm: Ngươi bảo rằng đối với trường hợp ít lỗi lầm hãy còn chẳng đến gần gũi, nay vì lý do gì mà muốn đi vào cõi sinh tử? Vương Tự đáp: Này nhân giả, trong đạo vô thường bồ đề không hề có một chút lỗi lầm, do đó mà nên học tập gần gũi. Ma Ác nói: Này Vương Tử, trong đạo vô thượng thì không có lỗi lầm, nhưng ai sẽ cùng tìm đến? Ta cầu Phật đạo hay còn chẳng có thể được, huống hồ là ngươi mà được sao? Ta vốn đã dây ý niệm là sẽ đạt được Phật đạo, phát tâm ta ấy, tức thì liền có vô số kẻ ăn xin ào tới theo ta đòi hỏi nào đầu mắt tủy não cùng các chi phần thân thể. Ma Ác lại nói với Vương Tử: Ta đã đem đầu mắt cùng tay chân cho đám người ăn xin ấy, máu tuôn ra thành luồng. Người muốn xem chăng? Vương Tử đáp: Tôi muốn được xem, điều ấy cũng có lợi ích. Ma Ác liền suy nghĩ, cả Vương Tử này dốc tâm nơi đạo vô thượng, nhưng hầu như có thể chuyển. Liền nói rằng, ta muốn thấy điều ấy, đem lại lợi ích. Tức thì ma hóa ra, bốn ao máu lớn để ấp những máu. Nơi bờ ao có bốn con sông máu lưu thông với ao, chất đầy những đầu người cao như núi Tu Chi. Có người mới bị hoại, có cái máu ứ động với các màu xanh vàng trắng đỏ. Ma Ác cũng lại biến ra những thay người chết chất đầy như các dãy núi. Những thay chết này hoặc bị chặt tay chân, hoặc mắt bị lòi ra, hoặc bị cắt mất tai mũi, chặt đứt các chi phần. Ma lại tạo ra giả xoa còn nhiều quỷ ăn thịt người. Bốn bên bờ đều đầy dãy, thật hết sức kinh sợ. Hoặc cầm đao trượng, cung tên mâu kích, vác núi phun lửa, sấm sét chớp giật liên hồi, hoặc biến ra các thứ ác thú, có đầu sư tử, gấu bi, cọp báo, hay đầu trâu ngựa, lạc đà, dơi heo, chó, đầu rắn, đầu cá ma già. Những thứ quỷ này, hoặc tay nắm rắn độc, hoặc miệng phun lửa, hoặc có hai đầu, năm đầu, mười đầu, trăm ngàn vạn đầu, hoặc có một lưỡi, hai lưỡi, mười lưỡi, trăm ngàn lưỡi, hoặc có một mắt, hai mắt, năm mắt, mười mắt, trăm ngàn vạn mắt. Mỗi con quỷ đều phát ra những tiếng kêu lớn nghe rất kinh hoàng. Tất cả lũ ấy đều cùng nói năng giận dữ, quát mắt ngó trông khắp chỗ, cắn thịt xương, tè lưỡi dài bốn mặt vây quanh. Thì hóa ra những sự việc đáng sợ như thế xong, Ma Ác nói với Vương Tự Đắc Niệm rằng: Người hôm nay đã trông thấy bốn ao máu lớn ấy chảy ra nơi bốn con sông lớn đầy những máu chăng? Vương Tự Đắc Niệm đáp: Đã trông thấy. Ma bảo: Những cái ấy đều từ gốc là ta phát tâm cầu đạo vô thượng. Lúc ấy có đám người ăn xin ào đến theo ta đòi hỏi, phải cho họ đầu mắt tủy não cùng các chi phần nơi cơ thể, cho đấy mới có máu chảy thành sông lớn như thế. Ngươi lại trông thấy đống đầu người chất cao như núi Tu Di chăng? Dương Tử Đắc Niệm đáp: Có trông thấy. Ma nói:
Cái đó đều là do từ xa xưa đến giờ đã từng cắt đầu bổ thí cho đám người ăn xin kia. Ngươi lại trông thấy đống thây người chết chất cao như bốn núi ấy, hoặc bị chặt mất tay chân cùng tai mũi và những chi phần trên thân thể chăng? Vương tự nói, có trông thấy. Ma bảo cái ấy cũng do từ gốc ta lúc thực hiện hạnh Bồ Tát theo Phật đạo xả đã xả thân bố thí cho đám người ăn xin đấy. Ngươi lại có thấy nơi bốn bên bờ với đám dạ xoa ác quỷ rất đáng kính sợ chăng? Dương tự nói, có trông thấy. Ma nói, nếu người phát tâm cầu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức thì liền bị đám quỷ buồn phiền kia ào theo sinh nào đầu mắt tai mũi chân tay cùng vô số chi phận nơi thân thể. Ta từ xa xưa phát tâm đến nay đã từng chặt đứt ngần ấy đầu và các chi phần trên thân thể mình ở đây. Ma lại hóa ra đám quỷ đại la sát và nói với vương tử rằng, ngươi lại trông thấy đám la sát ấy chăng? Vương tử đắc niệm đáp, trông thấy. Ma bảo, nếu người phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề thì đám quỷ ác ấy sẽ ăn sạch hết ngũ tạng, uống những giọt máu nơi tim và cắt đứt mạng sống ngay. Người này nên biết, nếu chẳng lìa bỏ tâm bồ đề ấy thì không thoát khỏi cảnh khổ này. Ta vốn từng nghĩ suy rằng sự việc phát tâm ấy là hết sức khó khăn, chung cuộc là không thể đạt được vì không thể cảm nhận ba thứ khổ não kia. Vì vậy mà nên thoái chuyển đối với đạo vô thượng. Ngay lúc thoái chuyển là lìa thoát khỏi nỗi khổ đó và được an ổn khoái lạc. Do đó mà ta nay vì lợi ích cho ngươi nên nêu bày rõ sự việc như thế đấy. Ngươi cho nên phát tâm cầu đạo vô thượng nữa. Nếu ngươi phát tâm thì tất cả nhận lấy nỗi khổ kia mà cũng chẳng được giải thoát. Vương tử đắc niệm bèn suy nghĩ, ta ở nơi chỗ Đức Phật phát tâm cầu đạo vô thượng chánh hạnh chánh giác, và đến chỗ cha mẹ ta để tỏ bày sự việc. Người này giữa đường gặp ta mà bày chuyện phá hoại như vậy, đó hoặc là ma hóa làm thân người, hay là do ma sai khiến, hoặc ở nơi Phật đạo mà giải tâm thoái chuyển, biến trẻ cho nên đến để phá hoại ta. Người này ở trời trước tất có tội lỗi nặng nề, vì vậy mà nay mới có từng ấy kẻ an sinh ào tới đòi hỏi cho đầu mắt của vô số các chi phần trên thân thể các đức mạng sống, cũng như phải nhận lấy bao thứ khổ não. Lại nữa, những người an sinh kia có thể là sự trợ giúp cho Bồ Tát thành tựu đạo vô thượng. Vì sao? Vì những người an sinh đó từ nhiều nơi trốn đến là do tham dục sân giận ngu si ganh ghét kiêu mạn nên đã theo Bồ Tát cầu sinh không đúng lúc. Nếu ta không có thể làm thỏa mãn những nguyện vọng của đám chúng sinh ấy nơi thế gian thì làm sao có thể đem lại lợi lạc suốt thế gian. Người này biến nhát nên có không thể có được sự an lạc sâu xa đối với đạo vô thượng, bè sinh tâm thoái chuyển. Ta nay nhận thấy sự việc này thì càng thêm tinh tấn giúp cầu đạo vô thượng. Giả sử ta ở trong khoảnh khắc một hơi thở để bỏ thân hiện có này cho tới thân rốt ráo sau cùng, luôn ở nơi một niệm để bỏ từng ấy thân chung cột tâm không thoái chuyển, ta nay sẽ giúp phát nguyện lớn trang nghiêm. Những chúng sinh này do sức mạnh của phiền não mà dấy lên những tạo tác gây ra tội lỗi, ta mong muốn sẽ đạt được quả vị vô thượng bồ đề để dứt trừ mọi thứ phiền não. Suy nghĩ như thế xong, vương tử bèn nói với ma, ôi bậc nhân giả, thật là hết sức hy hữu vì được thấy lợi ích lớn lao, là người mong đạt được an ổn, là người chỉ dẫn nẻo giác ngộ đã có đã có thể thể hiện trước mắt tôi bao sự việc như vậy. Tôi đã trông thấy đủ sự việc ấy rồi và xin phát sự trang nghiêm lớn làm tăng thêm sự kiên cố đối với đạo an lạc sâu xa của đạo giác ngộ. Lúc này mà ác bèn nghĩ ngợi, nay gã vương tử này đã trông thấy sự mọi sự biến hóa của ta, lại càng thêm tinh tấn yêu thích đạo bồ đề. Suy nghĩ như vậy rồi nói với vương tử, nhân giả nếu không tin thọ lời ta nói nay xin tạm ly biệt rồi sẽ tự biết. Bây giờ đám ma quân đi nói với đám ma ác rằng, nếu ông vương tử này không chịu nghe theo lời chỉ dẫn của ngài thì hãy tạm lánh đi, chúng tôi đói khát lắm rồi, sẽ hủy hoại thân ấy, xơi sạch ngũ tạng, uống cạn máu huyết nơi tim. Và có gã nói, ngài nên tạm lánh đi, tôi sẽ xé xác gã vương tử này. Và có tên khác bảo, ngài phải tránh nơi khác, tôi sẽ theo đó mà đòi lấy cái đầu. Hoặc một tên quỷ khác bảo, tôi sẽ theo đó và đòi những mắt tai, mũi lưỡi cùng các thứ chi phần nơi thân đó. Lại có quỷ là xác hỏi, ngài hãy tạm lìa trong chốc lát, nay thì cả vương tử này mạng số đã đến lúc hết rồi. Ngài muốn đem đến lợi ích cho nó mà nó chẳng chịu nhận, tôi nay sẽ giết nó để xơi cả máu thịt tươi, đời đời nó thọ thai
Ở trong thai và sinh ra, tôi sẽ luôn theo đuổi để hãm hại. Đám quỷ dạ xoa lại cùng nói rằng, gái không có sức lực, chẳng nghe theo lời chỉ dẫn của chủ ta. Nay sẽ bắt lấy nó, trói chặt lại, rồi phanh thây xé xác nó ra là xong. Ma thất niệm nói với đám quỷ la sát, các ngươi bay nên tạm dừng lại, ta sẽ khiến cho gã phương tử đắc niệm này chuyển cái tà kiến ấy, vì còn sinh tử tâm tối đó mà làm kẻ thiện đi tất. Các ngươi tạm dừng lại thì nó sẽ biết ơn các ngươi. Ta này muốn cho nó sinh tâm chánh kiến, nếu nó lại chẳng lìa bỏ các tà kiến ác kiến kia thì các ngươi sẽ cùng nhau tùy ý. Nếu có thể làm cho nó chuyển đổi thì nó sẽ báo ơn các ngươi, mà rồi gã vương tử đó về sau cũng báo đáp ta. Thế rồi ma thất niệm hai ba lượt nói với vương tử đắc niệm rằng, nên nhận lấy lời này, thân tâm ta là muốn được mong lợi, được lợi ích vì người mà dốc sức làm một thiện tri thức. Ta này người nên lìa bỏ cái tà kiến điên đảo kia. Vương tử nên biết đạo vô thường ấy thật khó được, khó chứng. Ngươi có muốn được thấy các vị Đại Bồ Tát sau khi mạng chung sẽ sinh vào nơi chốn nào chăng? Vương tử đắc niệm đáp, muốn được thấy. Mà thất niệm liệu ở ngay nơi ấy hóa ra một cõi đại địa ngục, rồi nói với vương tử, người này đã thấy cõi địa ngục ấy với những chúng sinh đang chịu vô số sự khảo tra đánh đập, nhận lấy bao thống khổ chăng? Dương tử đáp, có thấy. Ma bảo những người đó đều do từ đời trước lúc mới bắt đầu phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề là kẻ cầu mong không đúng lúc, lại ào đến theo đòi hỏi những vật quan trọng mà mình ham thích. Do tham tiếc nên giấy tâm sân hận mà phải nhận lấy những tội báo ấy. Chỉ vì những vật bên ngoài mà hãy còn sinh vào cõi đó, huống hồ lại còn đến đòi hỏi về đầu mắt tủy não mà tâm không sân giận. Do tâm giận dữ nên phải nhận lấy những lỗi ấy. Người nếu còn tham tiếc không chịu nhận lấy điều ta nêu thì ác sẽ sinh vào nơi đó. Vả lại, nếu chấp nhận mà sinh tâm giận dữ thì cũng đọa vào nơi đó. Hai nẻo không tránh khỏi đều phải nhận lấy thống khổ kia. Vương tử nên biết, nếu bố thí cho kẻ cầu sinh chẳng nên sinh tâm giận dữ. Đám giả soa này cũng sẽ đối với lúc ngươi còn ở trong thai, lúc mới sinh hay đã sinh rồi đều tìm cách giết ngay, chặt thân, xé thay với mọi chi thể rồi mỗi đứa sẽ tự mang đi. Vương tử nên biết con đường của Bồ Tát cả hai nẻo đều có lỗi lầm, nếu chấp nhận hay không cũng đều là bất thiện. Ngươi không tin lời ta thì sẽ hỏi những người đó xem do đâu mà sinh vào cõi ấy. Vương tử hỏi, ôi các vị nhân giả, các ngươi do cớ gì mà sinh vào cõi này? Những người ấy thưa, chúng tôi từ xa xưa lúc tu tập Phật đạo, đối với những kẻ đến cầu sinh đều sinh tâm tham tiếc, do đó mà sinh ở chỗ này. Là nói thêm, chúng tôi vốn cầu Phật đạo, những người xin ăn đến cắt chặt thân tôi, lúc ấy tôi sinh tâm giận dữ nên bị đọa vào cõi này. Vì thế, này vương tử, ông phải thuận theo chỗ trình bày của người này, chớ nên đi vào cõi đây mà sau sinh hối hận. Bây giờ vương tử đắc niệm liền nói với ma, hỡi ô nhân giả, thật đã thấy được trọn vẹn lợi ích là chỉ rõ cho tôi về cảnh địa ngục và con đường của Bồ Tát. Tôi từ hôm nay đối với các vật quan trọng không còn dễ tâm tham tiếc, chẳng chịu bố thí. Nếu bố thí cho kẻ cầu sinh thì không hề giận dữ. Vì sao? Vì những kẻ bị sinh vào cõi địa ngục đều là do quả báo của lòng tham lam, keo lận, không chịu bố thí. Hỡi ô nhân giả, nói hãy cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật, Đức Vương Minh, sẽ xin hỏi rõ việc này, theo chỗ Phật chỉ dạy mà cùng thực hiện. Ma thất niệm nói, ta nay đi tới chỗ Đức Phật để làm gì? Người muốn đến đấy thì cứ việc tùy ý. Vì sao? Vì ta sợ Đức Phật ấy sẽ lại bảo ta phát tâm cầu đạo vô thượng. Vương tử đắc niệm đã nói với ma, ông tự cho mình là người làm lợi ích, là người mong có được an ổn, tất phải cùng tôi đi đến chỗ Đức Phật Đức Vương Minh, theo chỗ Phật chỉ giáo mà cùng tu tập. Vương tử đắc niệm nói như vậy đến 3 lần, mà ma cũng không chịu nghe theo, còn bảo, vương tử hãy cứ để mặc tôi vốn đã từng nghe theo lời Phật dạy mà phải nhận đủ bao nỗi khổ ải, nên ai chẳng thể đến đó được. Vương tử tức thì
cầm lấy tay mà kéo dẫn thẳng tới chỗ Đức Phật, dập đầu đảnh lễ ngang chân Phật rồi lui ra ngồi một bên, đem mọi việc đã luận bàn ở trước cùng hướng về Đức Phật để nói bày. Đức Phật nói: Này Vương tử Đắc Niệm, lành thay lành thay, con đã không nghe theo những lời khuyến dụ của kẻ này. Đó chính là ma thất niệm đã lừa dối mê hoặc muốn ngăn chặn con đường tu tập hạnh Bồ Tát của con. Vương tử Đắc Niệm bèn nói với ma thất niệm rằng: Ông nay phải quy ngưỡng nơi Phật Pháp Tăng. Ma nói: Chớ nên, tôi không muốn quy mạng nơi Phật Pháp Tăng. Nói xong thì yên lặng. Bây giờ Vương tử Đắc Niệm đã được thấy rõ bộ mặt của ma, liền nhất tâm lập lời nguyện: Nếu con là người chí tâm cầu Phật đạo thì sẽ khiến cho ma này trở thành hình dạng vị tỳ kheo. Vương tử nguyện xong, tức thì ma thất niệm liền được cạo tóc mặc pháp phục, tay ôm bình bát đứng ở giữa chúng. Ma thất niệm tự thấy thân mình thành người xuất gia, mặc pháp phục, mang bát, cầm gậy, đúng hình dạng một vị sa môn, liền thưa với Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, nếu bản thân con không có tâm quy mạng tam bảo mà cưỡng ép biến thành hình dạng sa môn, pháp nên làm thế chăng? Đức Phật bảo ma thất niệm: Ai đã cưỡng ép ngươi cạo đầu mặc áo pháp và thuận mang cầm cái pháp khí ấy? Mà nghe Phật nói thế, liền suy nghĩ: Không người nào trao cho cả. Ta được cạo đầu mặc áo pháp làm sa môn như thế này, sao ta không cởi bỏ ra mà đi? Liền muốn tự cởi bỏ pháp phục cùng các món ấn khí kia mà không thể rời được. Bèn suy nghĩ: Ta đứng ở đây kéo dài thì giờ chỉ làm cho người ta cười thôi, nên trốn khỏi chỗ này mà trở lại cung điện cũ của mình. Suy nghĩ như vậy rồi, hốt nhiên biến đi, bay lên cung trời, nói với đám quyến thuộc: Các ngươi chớ cho rằng ta là tỳ kheo, ta vốn là ma vương thất niệm đây. Ta muốn đến chỗ Đức Phật, Đức Vương Minh nhằm làm chuyện quá nhiều phá hoại mà việc không thành, lại biến ta trở nên có hình dạng thế này, thật đáng cười thay. Chúng quyến thuộc mắng rằng: Gã ngốc kia, cho nói chuyện ngông cuồng, người đích thực không phải là ma vương ở cõi trời, nên đã có vị vương ở nơi cung điện ấy rồi. Ma thất niệm nghe nói vậy, nên hết sức buồn phiền, hối tiếc, nên gào khóc thở than, rồi trở lại chỗ Đức Phật, Đức Phật, Phật Đức Vương Minh, dùng dự lực thần thông tức thì hóa hiện cõi địa ngục A Tỳ. Trong ấy có nhiều ngục tốt, mang thoại sắc nung đỏ rực lớn như núi Tu Chi, đông tây tìm kiếm ma vương thất niệm hiện đang ở đâu. Có người hỏi: Tìm để làm gì? Ngục túc đáp: Ta muốn đem thỏi sắc nung đỏ rất lớn này nhét vào miệng nó đấy. Là có người bảo: Ma thất niệm đã làm vị sa môn được thoát khỏi cảnh địa ngục rồi. Hoặc có ngục tốt vét ngọn núi lớn lửa rực lửa nơi hai phai, chạy đôn chạy đáo tìm kiếm ma vương thất niệm hiện đang trốn ở đâu. Có người hỏi: Tìm để làm gì? Ngục túc đáp: Muốn đem ngọn núi rực lửa này thiêu đốt tan xác thân xác nó. Có người cho biết ma thất niệm ấy đã được xuất gia thoát khỏi cảnh khổ cõi địa ngục rồi. Hoặc có ngục tốt mang trên vai mình đống dao sắc như núi, với những ngọn lửa giữ phục lên đông tây tìm kiếm cho ra chỗ nấu của ma vương thất niệm. Có người hỏi: Tìm để làm gì? Ngục tốt đáp: Muốn dùng dao bén này để băm vằm thân xác nó đấy. Một người bảo: Ma thất niệm đã ở nơi pháp của Đức Phật Đức Vương Minh Vương xuất gia làm sa môn, thoát khỏi cảnh khổ ở địa ngục. Hoặc có ngục tốt vai mang cái chảo lớn đầy ắp nước đồng nung chảy, đông tây tìm kiếm ma vương thất niệm hiện đang ở đâu. Có kẻ nói: Ông kiếm ma vương ấy để làm gì? Ngục tốt đáp: Tôi muốn đem nước đồng nung chảy này tổng vào miệng hắn đấy, tiêu đốt sạch ngũ tạng lục phủ của loài ma ác ấy. Có người cho biết ma thất niệm đó đã ở nơi pháp của Đức Phật Đức Minh Vương xuất gia nên thoát khỏi cảnh khổ cõi địa ngục rồi. Hoặc có tên ngục tốt tay cầm chỉ ba, dùng sắt cùng cung tên mâu kích đổ thấy khí giới, đôn đáo tìm kiếm và nói: Ma thất niệm trốn ở chỗ nào? Có người hỏi: Tìm hắn để làm gì? Ngục tốt bảo: Ta muốn dùng bao thứ khí giới này để chém chặt đâm bằng bầm thân xác nó đấy. Có người mách rằng: Ma vương thất niệm ấy đã được xuất gia nên thoát khỏi cảnh khổ cõi địa ngục rồi. Bây giờ ma thất niệm ở trong cảnh địa ngục được nghe đám ngục tốt buông lời giận dữ, cùng mang theo bao hình phạt để giữ để trừng trị mình, nên quá đổi kính sợ bèn suy nghĩ: Nên đã tận mắt trông thấy, không còn hồ nghi gì nữa. Ta rõ là suy thoái mất ngôi vị nơi thiên cung.
bị đưa vào cõi đại địa ngục, đánh một tốt ba bè bốn bên đều hô hoán tìm bắt ta. Nay ta nay biết nương cậy ở đâu. Chỉ có con đường xuất gia thì mới có thể nương tựa được thôi. Nếu Đức Phật tinh tâm, ta chí thành sẽ ở nơi pháp Phật xuất gia theo đạo Mông thoát được cảnh khổ nước đại địa ngục này. Có thể đem ý này bày tỏ với Vương Tự Đắc Niệm. Suy nghĩ như vậy rồi, liền hướng về chỗ Vương Tự Đắc Niệm bày tỏ hết sự việc và nói: tôi muốn ở nơi Phật pháp xuất gia. Vương Tự Đắc Niệm đáp: nếu có thể đem tâm thanh tịnh tinh vui mà phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, sau đấy mới được ở nơi pháp xuất gia học đạo. Vì sao? Vậy trong các pháp của Phật, không chỉ chính thức được cạo đầu mặc pháp phục mà được xem là xuất gia. Theo đúng nghĩa, xuất gia là chỗ mình phải thực hành đúng pháp. Ông nên thực hành rồi mới được xem là xuất gia. Này Thất Niệm, nên biết là ở trong Phật pháp, nếu có sự tham đắm về ngã và ngã sở cùng phân biệt thì chưa được gọi là xuất gia. Này Thất Niệm, ông trước phải phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, sau đấy thì chánh quán. Giải pháp nào nên gọi là cõi địa ngục? Thể tánh của địa ngục cần được suy tìm như thế, tất sẽ chẳng đạt được thể tánh cố định của địa ngục. Cũng lại không thấy có pháp nào địa ngục cùng pháp chẳng vào cõi ấy. Ma Thất Niệm lúc này liền phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề. Tương vô thích với sự chánh quán về hình tướng các pháp như vậy, chẳng bao lâu thì đạt được pháp nhẫn vô sinh. Nơi tôn giả Xá Lợi Phất, Vương Tự Đắc Niệm đã hết lòng khai mở chẳng giác ma Thất Niệm ấy, sẽ lìa mọi nẻo ác để đến quả vị địa bất thoái. Đức Phật, Đức Vương minh nhân đấy mà thọ ký đạo quả vô thượng bồ đề cho Vương Tự Đắc Niệm. Này tôn giả Xá Lợi Phất, đó chính là tâm đích thực của bậc Bồ Tát. Các vị Bồ Tát ấy do có được tâm đó nên có thể tập hợp được vô lượng vô biên pháp Phật. Này tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả cho rằng Thất Niệm là một người nào xa lạ chăng, cho nên nghĩ thế. Đấy tức là vị Phật thời quá khứ hiệu là Câu Sang Đề Phật ở nơi hiền kiếp này mà độ thoát chúng sinh xong và nhập Niết Bàn. Còn Vương Tự Đắc Niệm thời đó hiện nay là Đại Bồ Tát Kiên Ý có mặt trong pháp hội này. Này tôn giả Xá Lợi Phất, lúc bấy giờ Vương Tự Đắc Niệm đi đến chỗ cha mẹ mình, đứng một bên và tươi với cha mẹ rằng: con này muốn được ở nơi pháp của Đức Phật Đức Minh Vương xuất gia tu học. Rồi đứng trước mặt cha mẹ, Vương Tự Đắc Niệm đọc bài kệ: con nơi pháp xuất gia, cha mẹ chớ ngăn ngại, xuất gia Phật luôn khen là gốc mọi an lạc. Muốn được lạc đế vương, sinh thiên cùng phú quý, muốn đạt tuệ công đức, nên nơi pháp xuất gia. Cha mẹ nay tôn quý, phải tu hành thí giới, là tạo gốc công đức sẽ được là pháp vương. Gốc hành thí giới nhẫn, nay được là nhân vương. Nếu muốn thiện tăng trưởng nên hành xuất gia. Phước báo người tọa hết, sau đọa vào nẻo ác, gián nghiệp tạo tội nặng, chẳng thể gặp chư Phật. Nếu người bỏ phước ấy, xuất gia hành pháp thiện, ác lìa khỏi tám nạn, sẽ được gặp chư Phật. Thấy Phật liền tính thọ, từ tính sinh cung kính, tâm kính thuận hành đạo, chấm thành tựu bồ đề. Nếu muốn lìa các nạn nên xa tri thức ác, theo con học xuất gia là có mọi an lạc. Chư thiên long quỷ thần cùng chư càn tác bà không thể tạo chướng ngại khiến con chẳng xuất gia. Nếu muốn tạo chướng ngại tự giải nghiệp tội lỗi, như tượng vương sức lớn theo ý hủy hoại dữ, con nay cũng như thế đoạn trừ dây tam ái, dứt xong nên xuất gia. Không ai có thể chuyển, cha mẹ luôn kính đức, mặc nhân thuận xuất gia, liền hữu nhiễu rồi lui đến thẳng nơi chỗ Phật. Tại đây xuất gia xong, do lượng chúng sinh nghe, tăng đều sinh tinh vui. Thế Vương Tử xuất gia. Vương Tử thiện tri thức, do lượng con trưởng giả tin Phật pháp vi diệu đều cùng nhau xuất gia. Chưa kể con xuất gia, bọn nước cùng tôn vị, liền cùng 80 ức 70 na do tha đang quyến thuộc như vậy thể cùng sinh xuất gia. Bây giờ phu nhân vua Nga Vô đã xuất gia, cùng 8 vạn tài nữ cùng sinh được xuất gia, đều theo Vương Tử ấy mà phát tâm đại thừa khen xuất gia như thế. Ai chẳng theo tu học? Nơi tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả cho rằng phụ vương của Vương Tự Đắc Niệm đã vun trồng căn lành của mình thời ấy là một người xa lạ chăng, cho nên nghĩ vậy đó chính là ta đấy. Bây giờ Đức Thế Tôn bèn đọc bài kệ: thời vô cùng đại tận, thời nữ đáng quyến thuộc 2.000.000 năm.
đều tịnh tu phạm hạnh, mang chúng lúc Phật ấy, nó chúng miệng mỉm cười, tỏ ý cho nhà vua nói về hạnh nguyện gốc. Vua ấy tu phạm hạnh, phát nguyện theo đại thừa, chúng cuộc lìa mọi nạn, lưu sinh chốn dứt nạn. Vua ấy vô lượng kiếp, cúng dường chúa số Phật, hiện kiếp thành chánh giác, hiệu là Thích Ca Văn. Quyến thuộc của vua ấy, cùng tỳ kheo đắc niệm, chốn Phật Thích Ca Văn, xuất gia làm đệ tử, đều tịnh tu phạm hạnh, rút lại được thân người. Sau khi Phật diệt độ, xá lợi phân bố khắp. Bây giờ ở mạt thế, lúc Phật pháp suy diệt, trở lại cùng được nghe, ta nay nêu giảng kinh, trí tuệ Phật vô ngại, nơi thuyết trí sáng tỏ, nơi mọi chốn ngôn luận, chúng quy đều chân thật. Nếu người nghe pháp này, thâm tính thân rung động, ác không khởi hồ nghi, ta chưa được thọ ký. Nếu người nơi mạt thế, nơi pháp sâu đắc nhẫn, bèn lên suy nghĩ rằng, ta nghe pháp vương thuyết, tỳ kheo đây, các thiện nam tín nữ, nên vui với pháp diệu, ta đều được thọ ký. Đức Phật nói pháp này, là chúng nơi hội lớn, toàn đủ 80 ức, 70 na do ta, đều đặt nhẫn nhu thuận, làm pháp vương tự nhỏ. Phẩm 24 chánh kiến. Bây giờ Đức Thế Tôn, bà Tôn giả Xá Lợi Phất, chỗ gọi là chánh kiến, nghĩa là thế nào? Là Tôn giả Xá Lợi Phất, chánh kiến ấy là quan sát các pháp, không thấy có sự cao thấp, là nửa người quan sát ấy cũng bình đẳng, không khác, vì thế mà gọi là chánh kiến. Thế nào gọi là đẳng? Nhãn, tức là niết bàn, không lìa nhãn mà có niết bàn. Nhãn cùng niết bàn là hai đồng đẳng. Vậy lấy cái gì mà gọi là đẳng? Chẳng phải nhãn, nhãn đẳng. Chẳng phải niết bàn, niết bàn đẳng. Vì sao? Vì trong nhãn không có nhãn, trong niết bàn không niết bàn. Trong nhãn không có niết bàn, trong niết bàn không nhãn. Nhãn cùng niết bàn là không hai, không sai biệt, do không còn sự phân biệt và hai nẻo nên gọi là đẳng. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là niết bàn, chẳng lìa ý mà có niết bàn. Ý cùng niết bàn là hai đồng đẳng, và lấy cái gì mà gọi là đẳng? Chẳng phải ý, ý đẳng, chẳng phải niết bàn, niết bàn đẳng. Vì sao? Về trong ý không có ý, trong niết bàn không có niết bàn. Trong ý không có niết bàn, trong niết bàn không có ý. Ý cùng niết bàn là không hai, không phân biệt. Nếu đã dứt phân biệt thì pháp tức là không, không tức là đồng đẳng, đó chính là chánh kiến. Lại nữa này Tôn giả Xá Lợi Phất, do nhận thức đúng đắn ấy nên gọi là chánh kiến, tức là ở trong cái chánh đó không có tướng tà nên gọi là chánh kiến. Lại nữa cái nhận biết ấy là vô lượng, là không thể nêu sơn nên gọi là chánh kiến. Thế nào gọi là hình tướng hủy hoại chánh kiến? Là Tôn giả Xá Lợi Phất, nhưng đối với các kinh có thái độ chống đối, chẳng tin, không lãnh hội, không khen ngợi, cũng chẳng theo sự chỉ dẫn mà thực hiện, đó gọi là hủy hoại chánh kiến. Lời nữa này Tôn giả Xá Lợi Phất, mang tính chất phân biệt các pháp thì đã chính là sự hủy hoại sâu xa đối với chánh kiến. Vì sao? Vì mọi vì dứt mọi phân biệt tức là đạt được chánh kiến. Như trong kinh nói, đệ tử của Bậc Thánh không giới niệm về hình tướng địa, còn là không giới niệm về địa này địa kia, tự ở trong địa ở trong ta, ngoài ra cũng không giới niệm về các địa đại thủy hỏa phong, chẳng giới niệm về các cõi phạm thế Quan Âm biến tịnh, chẳng giới niệm về các cõi quảng quả vô cuốn vô nhiệt không xứ thức xứ vô sở hữu xứ phi hữu tượng phi vô tượng xứ, chẳng giới niệm về niết bàn cũng không giới niệm về niết bàn đây kia, niết bàn trong ta, ta trong niết bàn. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, lại về chánh kiến ấy không phải là sự nhận thức về tất cả. Vì sao? Vì mọi hiện hữu làm đối tượng cho nhận thức đều là tà kiến, dứt mọi nhận thức về tất cả, đó là chánh kiến. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, lại về chánh kiến ấy là không thể ngôn thuyết. Vì sao? Vì hết thảy ngôn thuyết chỉ là âm thanh của không, do người đối với điều ấy mà sinh tham đắm. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, là như chỗ nhận thức về chánh kiến của Như Lai, ở trong kiến ấy không hề có tà kiến. Vì sao? Vì tất cả ngôn thuyết được an trụ trong như, như chẳng thể thuyết thì ngôn thuyết cũng thế. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, tất cả mọi tạo tác của thân cũng là như vậy, tức là an trụ trong như, không chánh, không tà, dứt mọi phân biệt. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, tất cả mọi nghiệp đều an trụ trong như, chẳng phải chánh, chẳng phải tà, không có sự phân biệt. Hết thảy mọi nghiệp báo của an trụ trong như, như đã nêu bày về hình tướng của nghiệp. Do đó mà Như Lai luôn thuyết giảng về sự chân thật. Nói như thế này, nếu có tạo nghiệp tất có nghiệp báo, nghiệp báo luôn theo nghiệp. Này Tôn giả Xá Lợi Phất,
Như vậy thì trí ấy được gọi là trí phân biệt năm đường. Trí năm đường ấy đều là chẳng phải trí, tất cả năm đường ấy đều từ chẳng phải trí sinh ra. Này tôn giả Sa Lợi Phất, Bồ Tát nghe điều này chẳng nên kinh sợ, khỏi tâm thoái chuyển. Này tôn giả Sa Lợi Phất, có bốn thuyết pháp. Nếu người quên gần gũi thì chỉ tăng thêm ngu si, chẳng sinh trí tuệ. Những gì là bốn pháp ấy? Đó là tìm đọc tu tập theo kinh điển của ngoại đạo. Điều này sẽ làm tăng sự ngu si, trí tuệ chẳng sinh. Đó là thân cận tu tập các pháp tà kiến. Điều này cũng làm tăng thêm sự ngu si, chẳng sinh trí tuệ. Đó là vô thức với sự quyết đoán. Điều này cũng làm tăng thêm ngu si, không sinh trí tuệ. Đó là đối với các pháp thâm diệu cùng hòa hợp với không, chẳng lãnh hội, chẳng đọc, cũng chẳng chánh quán. Điều ấy cũng làm tăng ngu si, chẳng sinh trí tuệ. Đấy là bốn pháp. Này tôn giả Sa Lợi Phất, trong bốn pháp vừa kể thì có thể làm phát sinh trí tuệ, phải nên tu tập. Thế nào là bốn pháp nên tu tập? Đấy là tu tập theo chánh kiến, nên dứt trừ tà kiến. Đó là pháp thứ nhất, có khả năng phá bỏ ngu si làm phát sinh trí tuệ. Nếu có những nơi chốn đọc tụng kinh điển bên ngoài thì người tu tịnh hạnh phải xa lánh lìa bỏ, chẳng nên dừng trú ở đấy. Đó là pháp thứ hai, có khả năng phá bỏ ngu si làm phát sinh trí tuệ. Này tôn giả Sa Lợi Phất, nếu ở các trú xứ có những người thuộc loại đoạn sự thì người tu tịnh hạnh chẳng nên cùng dừng lại với họ. Nếu muốn ở lại thì chỉ nên nói bàn về chánh đạo, cho bàn lẫn lộn về phi đạo, cho nên dứt bỏ việc ấy để có sự an ổn cùng hành, cũng là nhằm ngăn chặn chế ngự những kẻ thích nói phi pháp, cũng là nhằm bảo vệ hòa hợp tăng kiến, hợp tăng khiến khỏi bị kẻ xấu phá hoại. Đó là pháp thứ ba, có khả năng phá bỏ ngu si làm sinh trưởng trí tuệ. Này tôn giả Sa Lợi Phất, đối với các kinh pháp thâm diệu ấy phải nhất tâm lắng nghe lãnh hội theo như sự chỉ dạy mà tu tập, vì mọi người mà diễn nói rộng khắp khiến chánh pháp trụ thế lâu dài. Đấy là pháp thứ tư, có thể phá bỏ ngu si làm phát sinh trí tuệ. Bốn pháp nên tu tập là thế. Này tôn giả Sa Lợi Phất, pháp của hàng Bồ Tát ấy là thực hiện một cách sâu xa sự hổ thẹn để giữ giới luật thanh tịnh. Còn với các nghiệp, Bồ Tát nên sinh tâm vô sở ý, lập nguyện trang nghiêm, luôn nên tu tập hạnh bậc đại nhân, khởi hành tinh tấn lớn lao, dứt sạch mọi biến trễ. Phẩm 25, ca ngợi sự chỉ giáo. Đức Phật bảo tôn giả Sa Lợi Phất, Bồ Tát nếu vì sự ủng hộ chánh pháp thì phải thông đạt mọi biện luận chân chánh. Như đệ tử ta đã hỏi, Như Lai bấy giờ thật hết sức vui mừng. Vì sao? Vì Phật chủng đã luôn được nối tiếp. Vì thế mà hàng đệ tử thanh văn, các vị nên vì Bồ Tát diễn thuyết chánh pháp chỉ giáo đem lại lợi ích vui vẻ thì sẽ đạt được vô lượng vô biên phước đức. Này tôn giả Sa Lợi Phất, như đệ tử của ta, các vị tỳ kheo tỳ kheo ni ưa bà tắc ưa bà di luôn nhớ nghĩ đến Phật pháp và cũng luôn nhớ nghĩ đến Như Lai, việc cầu sự cầu pháp nên trải qua vô lượng và biên a tăng kỳ kiếp và chịu bao nỗi khổ, đem sự nhớ nghĩ như thế vì chư Bồ Tát mà nêu giảng cho đến một bài kệ là suy nghĩ như vậy. Các vị Bồ Tát này do được nghe pháp ấy cùng sự chỉ giáo đem lại lợi ích vui thích nên đã phong trầm căn lành tu tập Phật pháp, giúp đạt quả vị vô thượng bồ đề, nhằm dứt trừ bao nỗi khổ, bao khổ não trong cõi sinh tử từ vô tỷ của vô lượng vô biên chúng sinh, để vì họ mà thuyết pháp chỗ phước đức có được. Giả sử mọi chúng sinh hữu hình hiện có trong cấp bốn cõi thiên hạ đều được làm thân người ở nơi phước đức ấy, mỗi người chỉ lấy một phần góp lại cao như núi Tu Chi mà chỗ phước đức kia vẫn không hết. Lại nữa, này tôn giả Sa Lợi Phất, như khắp bốn cõi thiên hạ hoặc tiểu thiên, trung thiên, đại thiên thế giới với mọi chúng sinh hiện có hình sắc không hình sắc, có tưởng không có tưởng, chẳng phải có tưởng chẳng phải không có tưởng, giả sử trong lúc đều được làm thân người, mỗi người chịu một đồ vật lớn như núi Tu Di ở nơi phước đức ấy, lấy bỏ vào đầy ắp rồi đem đi cũng không lấy hết được. Này tôn giả Sa Lợi Phất, những đệ tử của ta, các vị tỳ kheo tỳ kheo ni ưa bà tắc ưa bà di, vì chư Bồ Tát thuyết giảng chỉ một bài kệ bốn câu cùng chỉ giáo đem lại lợi ích vui thích đã đạt được vô lượng vô biên phước đức như thế. Này tôn giả Sa Lợi Phất, các vị Bồ Tát ấy nếu biết người đó vì mình mà thuyết pháp giúp đạt được lợi ích lớn nên có thể thành tựu được từng ấy pháp Phật, là cũng có thể làm tăng trưởng trí tuệ của Phật. Như dùng đầu đội cùng vai mang phát tất cả đủ thứ, đủ mọi thứ an lạc mà cung cấp, cho đến khi thành tựu quả vị vô thượng bồ đề thì trước hết vì họ thuyết pháp khiến thấy được bốn chân lý chắc chắn. Này tôn giả Sa Lợi Phất, các vị Bồ Tát ấy tuy có sự cung cấp
lợi ích nhiều như thế nhưng vẫn chưa báo hết ân kia. Vì sao? Vì chính nhờ người ấy mà Bồ Tát mới có thể nhận thức lãnh hội vô lượng vô biên pháp vật. Do đó nên biết là người vì chưa Bồ Tát mà giảng thuyết chánh pháp thì ân ấy khó báo đáp hết được. Này tôn giả, sẽ lại Phật về quá khứ xa xưa trải qua vô lượng và biển A Tăng kỳ kiếp, bây giờ có Đức Phật hiệu là Phổ Thủ Như Lai, với đủ các tôn hiệu ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu tư nhân sư Phật Thế Tôn thọ mạng 7 vạn năm. Chúng thanh văn đệ tử của Đức Phật ấy có 3 hội thuyết pháp lớn. Hội đầu tiên có thuyết pháp có 80 là do tha người để được thành đạo. Hội giữa thuyết pháp có 60 là do tha người. Hội sau thuyết pháp có 40 là do tha người của đạo đất đạo cả. Là tôn giả, sẽ là Phật, sau khi Đức Phật ấy diệt độ cho pháp trụ thế trọn đủ trong 4.000 năm, thời gian chánh pháp sắp sửa suy diệt, có vị tỳ kheo tên là Diệu Trí, là bậc lợi căn trí tuệ thông đạt, nghe nhiều biết rộng, vô cõi diêm phù đề tại ấy tên là Hoan Hỷ. Kinh thành nơi nhà vua ngự trị cũng có tên là Hoan Hỷ. Thành này chiều dài đến 12 giờ tuần, rộng 7 giờ tuần, dân chúng đông đúc, với cuộc sống sung túc, an lạc, yên tĩnh. Trong thành ấy có vị trưởng giả tên là Nhu Nhuyễn, người con của vị trưởng giả tên là Lợi Ý, đã đến chỗ của tỳ kheo Diệu Trí thăm hỏi rồi ngồi một bên để nghe pháp. Tỳ kheo Diệu Trí liền thuyết giảng về pháp của hàng Bồ Tát khiến cho con vị trưởng giả ấy nghe và đã làm hoan hỷ, liền đem y quý báu giá trị ngàn vàng cúng dường cho vị tỳ kheo và thưa rằng: Pháp sư lành thay, đã thuyết giảng pháp vi diệu, mong được pháp sư chiếu cố đến nhà con thuyết giảng về pháp như vậy sẽ khiến cho chúng con đạt được lợi ích lớn lao, mà công việc pháp thí của pháp sư cũng được quả phước to lớn. Từ nay trở đi, con xin dốc hết sức mình để cúng dường và y phục, đồ ăn uống, thuốc men và mọi thứ cần dùng trong đời sống, là muốn được pháp sư đồng ý cho làm học trò gần gũi, cũng con cũng xin dốc lòng cúng dường cung cấp. Tỳ kheo Diệu Trí bày tỏ sự chấp thuận và nói: Lành thay. Lúc này con vị trưởng giả liền cung kính đảnh lễ ngang chân pháp sư, đi nhiễu quanh qua phía tay phải, xong rồi ra về. Sau đấy, tỳ kheo Diệu Trí thân hành đến nơi nhà vị trưởng giả kia thuyết pháp giáo hóa Lợi Ý. Cha mẹ cùng đám quyến thuộc đều khiến họ dốc tâm cầu đạo vô thượng bồ đề. Người con vị trưởng giả ấy do phước đức như thế, cho nên trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp, chưa từng xa lìa Phật, luôn được nghe pháp và gặp các bậc thiện tri thức. Này tôn giả, sẽ là Phật, tôn giả cho rằng Lợi Ý là một người nào, là một người xa lạ nào chăng, cho nên nghĩ như thế, đó chính là ta đấy. Còn cha của Lợi Ý, tức là trưởng giả Nhu Nhuyễn, thì đó chính là Đức Phật Ca Diếp. Này tôn giả, sẽ là Phật, ý tôn giả cho rằng mẹ của Lợi Ý cùng đã quyến thuộc trong gia đình ấy, đối với đạo vô thượng bồ đề có sự thoái chuyển chăng, cho nên nghĩ như vậy. Vì sao? Vì những người đó đã có sự bất thoái đối với chánh pháp giải thoát vô thượng, hiện tại đang ở nơi chỗ ta tu tịnh hạnh, tịnh tu phạm hạnh, ta đã vì họ mà tạo ký đạo quả vô thượng bồ đề. Này tôn giả, sẽ là Phật, tỳ kheo Diệu Trí được ở thân ấy mình nhập niết bàn vô dư, như bậc tỳ kheo đó không như người theo pháp tiểu thừa nhập niết bàn, chỉ vì nhân duyên phước đức thuyết pháp cho một người là Lợi Ý, con vị trưởng giả còn thành tựu được Phật đạo, huống hồ lại còn vị trưởng giả Như Nhuyễn và đám quyến thuộc để thuyết pháp, thì phước đức tất nhiên là rất lớn. Này tôn giả, sẽ là Phật, như vậy thì kheo đó là không nhập niết bàn, không thấy tất cả mọi vật dụng cúng dường hiện có nơi thế gian này là có thể báo đáp hết được ân kia. Vì sao như thế? Ta theo tỳ kheo Diệu Trí được nghe chánh pháp, nhờ đấy mà đạt được pháp Phật hết sức lớn lao, tâm diệu thanh tịnh. Vì vậy phải nên biết rằng, nếu như người đã dốc vì Bồ Tát mà thuyết pháp, chỉ giáo đem lại lợi ích vui vẻ, thì tất thu đạt được vô lượng vô biên phước đức. Vì sao? Vì Bồ Tát phát tâm là nhằm tạo nên vô lượng công việc lợi ích. Này tôn giả, sẽ là Phật, với như biển lớn lúc mới đầu dần dần tạo thành nên rõ đều là chốn trú xứ của các ngọc bóng mani hữu giá hay vô giá, những ngọc bóng ấy đều từ nơi biển lớn sinh ra. Bồ Tát phát tâm cũng giống như thế, lúc mới đầu dần dần giấy khởi, phải biết đó chính là chốn phát sinh của các thứ châu báu trí tuệ, hoặc thế gian cùng xuất thế gian, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi, hoặc cấu hoặc tịnh, hết thảy đều là pháp khí. Này tôn giả, sẽ lại Phật, với như biển lớn
Lúc mới đầu dần dần tạo thành để biết đó chính là chốn trú xứ của đại thân chúng sinh, từ tâm ấy sẽ sinh trưởng, nuôi dưỡng càng thêm đông đúc phồn thịnh. Bồ Tát phát tâm cũng giống như vậy, lúc mới đầu dần dần sinh khởi để biết đó chính là cõi, do vô lượng vô số đại thân trí tuệ, đại thân căn lành của mọi chúng sinh làm chốn trú xứ, tất cả đều nương nơi tâm ấy mà được tăng trưởng. Này thông dạ sẽ là Phật, với như biển cả lúc mới bắt đầu dần dần tạo thành, nên biết đó chính là chốn trú xứ của các loại đại long vương. Các loại đại long vương ấy chẳng vì chỗ rình rập bắt ăn thịt của kim chim kim sĩ, với đôi cánh luôn quạt gió dậy khắp, cũng không có thể làm cho các đại long vương lo sợ. Những long vương đó xuất phát từ biển lớn, có thể dấy những đám mây to phủ kín cả 8 vạn châu tới khắp các ao đầm lớn, không đâu là không đầy rẫy. Này tôn giả Sa-la-vất, Bồ Tát phát tâm cũng giống như thế, lúc đầu dần dần sinh khởi nên biết đó chính là cõi mà đại Bồ Tát Long làm nơi trú xứ của lúc thành tựu Phật đạo. Đại Long Vương ấy không chỉ chỗ rình rập bắt ăn thịt của chim kim sĩ, Bồ Tát ăn trụ nơi pháp Phật thâm diệu cũng như vậy. Các thứ ma quân không thể xuất hiện đại long. Đại Long Vương ấy không chỉ đôi cánh quạt gió dậy khắp của chim kim sĩ mà buồn phiền, những gì muốn làm cho buồn phiền đều tức thời bị tiêu diệt. Bồ Tát cũng như thế, hết thảy các thứ quân ma đều không thể phá hoại hay gây buồn phiền được. Muốn giải tâm buồn phiền liền đều bị tiêu diệt ngay, đã có thể hủy hoại mọi sự gây rối trói buộc tạo tác điều xấu của ma. Này tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Long Vương ấy từ chốn biển lớn xuất phát, nơi bốn cõi thiên hạ cũng đám 8 vạn châu tuôn khắp mưa tuệ, khiến mọi nơi chốn đều tắm đượm sung vũ. Cỏ cây rừng rậm, trăm thứ cây lương thực, cây thuốc đều được sinh trưởng, còn khiến cho hết thảy mọi loài chúng sinh dứt những lo nghĩ và đói khát, làm công việc tuôn mưa xong thì trở về nơi cung của mình. Đại Bồ Tát Long cũng lại như thế, xuất phát từ pháp Phật, có thể ở nơi thành ấp thôn xóm trong khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới mà tuôn xuống những trận mưa pháp lớn, có khả năng đoạn trừ vô số vô lượng sự ham muốn và ác dục của chúng sinh trong ba cõi dục sắc và vô sắc. Này tôn giả Xá Lợi Phất, với giới biển lớn lúc bắt đầu hình thành ở nơi 8 vạn các châu trong bốn cõi thiên hạ, với mọi dòng nước hiện có cùng những trận mưa lớn nhỏ, đem nước các sông ngòi khe suối chảy dồn về biển, biển thể đều có thể nhận lấy mà không tăng giảm vì tính thức của biển như thế. Mọi dòng nước đổ về biển đều lìa bỏ tên gốc của mình để cùng mang tên là nước biển. Những dòng nước ấy cũng đều mất đi vị gốc của mình, đã cùng có một vị mặn. Bồ Tát phát tâm cũng như thế, từ lúc mới bắt đầu hình thành cho đến khi thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề đầy đủ pháp Phật, có thể dùng trí tuệ để dứt trừ những thứ mối, những mối nghi của chúng sinh, để thành tựu các căn lành trí tuệ phước đức của các bậc đại luận sư. Nếu chưa thành tựu thì Phật sẽ vì đấy mà dứt nghi, tất cả đều mất đi cái danh xưng gốc của mình, đã cùng mang lại một hiệu là đệ tử của Phật. Như nước của biển lớn cùng một vị mặn, các đệ tử của ta cùng có được sự lợi dục và một vị giải thoát. Này tôn giả Xá Lợi Phất, với giới biển lớn lần lượt chuyển thành sâu rộng thì nước nơi biển ấy cũng liền trở nên sâu, những người đi tìm châu báu không thể vào được, do từ chỗ dần dần sâu cho đến khi sâu thẳm thẳm nên thành biển cả. Tâm của các vị Bồ Tát cũng như thế, từ lúc mới bắt đầu phát khởi rồi dần dần chuyển thành sâu rộng cho đến khi không gì có thể so sánh. Này tôn giả Xá Lợi Phất, tâm của Bồ Tát ấy dần dần trở nên rộng lớn sâu xa, như thế là nhờ tu tập các pháp ba la mật bố thí trì giới, nhỏ nhục tinh tấn thiền định, chỗ gọi là trí tuệ ba la mật ấy, tức là sự thâm diệu không gì có thể sánh của Phật pháp vậy. Này tôn giả Xá Lợi Phất, nếu hành hóa của Bồ Tát lúc mới chứng đắc một cách sâu xa về cõi chân lý giác ngộ thì vô độ chúng sinh cần tìm pháp bảo cũng không thể tiếp cận được. Này tôn giả Xá Lợi Phất, với giới biển kẻ sẽ dĩ được tạo thành để vì lợi ích của tất cả muôn loài trong thế gian, Bồ Tát phát tâm cũng giống như thế, từ lúc bắt đầu cho đến mãi về sau đều vì lợi ích của tất cả chúng sinh ở thế gian. Này tôn giả Xá Lợi Phất, với giới biển lớn mới bắt đầu lần lượt phát sinh các thứ châu báu mang đặc tính của rừng của từng châu, Bồ Tát phát tâm cũng giống như vậy, lúc mới bắt đầu rồi dần đạt được các pháp niệm xứ chánh cần, bốn như ý túc căn lực giác đạo cùng các pháp thiền định tam muội, bối xả các pháp bảo mang đặc tính từng châu.
Tôn giả sẽ là vất thưa với Đức Phật. Kinh bạch Thế Tôn, thật là điều hy hữu, Thế Tôn đã có thể vô thức thuyết giảng về những khía cạnh của biển cả, với những thí dụ dùng để làm sáng tỏ sự bất tâm của Bồ Tát, Phật Đức thật vô lượng vô biên. Đức Phật bảo Tôn giả sẽ là vất, tâm của Bồ Tát ấy chẳng thể dùng thí dụ của biển lớn mà có thể lãnh hội trọn vẹn được. Vì sao về tâm ấy? Là dốc phát đại nguyện trang nghiêm. Như lai nếu nói về phước đức của tâm ấy, thì mạng cả một kiếp hay hơn nữa cũng không thể nói hết. Là vì các vị Bồ Tát phát tâm như thế là có thể thành tựu được những sự nghiệp lớn lao, không ai hơn được, không gì có thể hủy hoại, thâm diệu tột bậc, có khả năng đem lại cho mọi chúng sinh đầy đủ mọi sự an lạc, chuyển đổi cảnh khổ trong ba cõi, làm phát sinh trí tuệ lớn, khó lường được bến bờ, không một nơi chỗ nào bị ngăn ngại đối với ánh sáng chiếu tỏa của trí tuệ lớn ấy. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, nên ghi nhớ là quan trọng này. Tâm của các vị Bồ Tát phát nguyện và thành tựu được những sự nghiệp lớn lao. Điều ấy thật không thể nào nói hết được. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, với như cả cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, lúc đầu, dần dần sinh khởi, nên biết nơi ấy chính là chốn nương tựa của tất cả mọi loài chúng sinh hiện có. Bồ Tát lúc mới bắt đầu phát tâm vô thượng Bồ Đề cũng như vậy, nên biết đấy chính là nẻo sáng, nhờ đó là vô lượng chúng sinh có được trí tuệ. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, với như núi Chúa Tu Chi lúc đầu dần dần phát khởi, nên biết đó là chính là chúng trú sớ của vô lượng chư thiên. Nhờ vào núi Chúa ấy mà chư thiên cõi trời đau lợi đã đánh phá chúng Atula. Bồ Tát lúc mới phát tâm vô thượng Bồ Đề cũng vậy, tu tập thành tựu đạo quả Phật Đà, chính là nơi nương tựa của vô lượng vô số đệ tử. Như chư thiên cõi trời đau lợi nhờ vào núi Tu Chi mà có thể thắng chúng Atula, chúng sinh cũng như thế, nhờ vào sự giác ngộ của Như Lai mà có thể tiêu diệt các thứ ma. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, với như núi Chúa Thiết Di lúc đầu dần dần phát khởi, nên biết rằng nơi đó chính là chốn nhờ đấy mà chúng sinh ngăn chặn được gió Bát Đá Ha Bà La, khi nó không thể hủy hoại được. Bồ Tát cũng vậy, lúc mới bắt đầu phát tâm vô thượng Bồ Đề, lần lượt chuyển biến đạt đến sự kiên cố tuyệt bậc không gì hủy hoại được, nên biết đó chính là chỗ chúng sinh có thể cần củi, nhờ đó mà ngăn chặn được các loài gió ma khiến chúng không thể phá hoại. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, như núi Chúa Tiết Sơn lúc đầu dần dần phát khởi, nên biết đó chính là nơi chốn nương tựa để phát sinh ba thứ thảo mộc dược liệu. Bồ Tát cũng vậy, ngay từ lúc sơ sinh là chỗ theo nói theo của vô số vô lượng chúng sinh và các pháp dược, nhờ đấy mà có thể diệt trừ ba thứ bệnh tật phiền não. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, với như bảo tính lúc mới bắt đầu phát sinh, nên biết đó là chỗ tạo được những phần lợi ích của vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh. Bồ Tát cũng thế, từ lúc mới bắt đầu giải khởi bảo tính đại trí, nên biết rằng đó chính là chốn mà vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh đã tạo được những phần lợi lạc. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, ví như Nhật Thiên Tử từ lúc sắp thành hình, nên biết đấy chính là chốn đã chiếu tỏa khắp tám vạn các châu trong bốn cõi thiên hạ, nhờ đó mà mọi nơi được soi sáng nung ấm. Bồ Tát cũng thế, từ lúc mới bắt đầu phát khởi dần dần tăng trưởng thành tựu trú xứ như Phật, nên biết đó chính là chốn nhờ đấy mà chúng sinh trong khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới tạo được ánh sáng chánh pháp lớn lao, cũng có thể làm khô cạn hết mọi tham ái giận dữ và phiền não có ứ động có uế. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, với như ao A Nậu Đạt lúc mới dần dần hình thành, nên biết đó chính là chốn mà Long Vương A Nậu Đạt làm nơi trú xứ. Từ nơi bờ của ao ấy, nước sẽ chảy ra bốn dòng sông lớn, đem lại sự lợi ích cho tất cả mọi loài chúng sinh, dứt trừ mọi sự đói khát, từ nơi các thứ châu báu như vàng bạc rồi dần dà đổ vào biển cả. Pháp đại thừa ấy từ lúc đầu dần dần phát khởi cũng giống như thế. Hết thảy hàng Bồ Tát nhờ vào cổ xe lớn ấy mà có thể tu học các pháp Phật, đạt được đạo quả vô thượng cho đẳng chánh giác, từ đấy mà diễn nói khắp chốn và bốn sông pháp lớn. Đó là nghiệp vô ngại, pháp vô ngại, ngôn từ vô ngại và lạc thuyết vô ngại. Đó còn là ba cánh cửa giải thoát không vô tướng vô tác, tam pháp vị bổ xả, các căn lực giác đạo. Những âm thanh như thế, vô lượng vô số chúng sinh được nghe xong, liền đoạn trừ được phiền não, có thể khiến họ chứng đắc chân lý hoàn toàn, liền bỏ mọi khổ não. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, như thế là tâm của chư Bồ Tát lúc đầu và dần dần phát khởi, có thể thành tựu những sự việc to tát, khó ai hơn, không gì hủy hoại được, cũng không một sự việc gì có thể sánh bằng, đem lại lợi ích lớn lao cho vô lượng chúng sinh, khiến họ được phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề.
Này tôn giả Xá Lợi Phất, Như Lai tuy nêu bày thuyết giảng về việc ấy nhưng chẳng thể nói hết được. Vì vậy nên biết rằng nếu có người, có thể vì chưa Bồ Tát mà thuyết giảng, chỉ dẫn đem lại lợi ích vui vẻ thì chủ công đức đạt được phải nói là vô lượng vô biên, chẳng thể nêu tính. Này tôn giả Xá Lợi Phất, ta dùng Phật nhãn xem phước báo ấy, thâu không thấy đâu là biên vật bờ mé, theo hướng quỷ cổ xe nào cũng đều đến được. Nhưng người cũng dùng Phật, tức chỗ vuông tròn căn lành cho đến khi Phật nhập Niết Bàn, chung cuộc thật chẳng đầy đủ hết được. Này tôn giả Xá Lợi Phất, về đời quá khứ xa xưa có một vị Bồ Tát tên là Lạc Pháp, sinh trưởng trong gia đình vương giả, mọi lời nói tốt đẹp nghe được đều biên chép để đọc tụng. Bây giờ vị vương tử ấy vì cầu Pháp nên đã đi khắp các thôn ấp trong nước. Lúc này có một người đang đứng bên cạnh hầm sâu nói với Lạc Pháp rằng: Này vương tử, ta sẽ trao cho ông bài kệ do Phật nói. Bồ Tát nghe vậy liền đi đến bờ hầm sâu nói với người kia: Ôi thì nam, ông sẽ trao cho tôi bài kệ do Phật nói. Người kia đáp: Chẳng thể trao mà không có gì cả. Bồ Tát Lạc Pháp thân mặc chiếc áo quý giá, áo này giá trị đến 20 ức kim, đã có sâu chuỗi anh lạc bằng ngọc mani đeo nơi cổ, tăng thêm vẻ đẹp. Ngọc báu này giá trị đến những 40 ức kim. Người ấy trông thấy vậy liền sinh tâm tham lam, bèn suy nghĩ: Nếu vị vương tử này chịu trao cho ta chiếc áo quý giá và sâu chuỗi bằng ngọc mani kia, thì sau đấy ta mới trao bài kệ Phật nói. Lúc này vương tử nói với người kia rằng: Ông cần vật gì ta sẽ xin trao cho, để ông trao cho tôi bài kệ cho Phật nói. Người ấy tâm tham lam càng tăng trưởng mãnh liệt nên bảo Bồ Tát: Vì ông có thể trao cho tôi chiếc áo quý giá đang mặc kia cùng sâu chuỗi ngọc ấy, và sau khi được nghe bài kệ của Phật rồi thì ông hãy nhảy xuống hầm sâu này. Nếu chấp nhận như vậy thì trước sẽ lập thệ, sau đấy tôi mới vì ông mà nói bài kệ của Phật. Vương tử đáp: Ôi nhân giả, ông muốn tôi phải lao xuống hầm sâu này là nhằm được lợi ích gì? Người kia bảo: Tôi không có được gì cả, chỉ sợ là ông nay đã trao chiếc áo quý giá ấy cùng sâu chuỗi ngọc kia, khi được nghe bài kệ rồi bèn sinh tâm hối tiếc, cậy vào thế lực hơn người mà trở lại đoạt lấy của tôi. Vương tử đáp: Ông hãy nói bài kệ đi, tôi chung cuộc chẳng hề hối tiếc gì. Người kia liền nói: Nếu chẳng chịu lập thệ được biết là tâm ông chắc chắn sẽ hối tiếc. Bồ Tát lại nói: Ông hãy nói bài kệ đi, tôi sẽ tuân theo ý mà trao cho ông chiếc áo quý giá này cùng với sâu chuỗi ngọc, rồi cũng leo xuống hầm sâu ngay đây, đây ngay. Người kia nghe Bồ Tát đã lập thệ như vậy, bèn bị Bồ Tát mà đọc một bài kệ của Phật. Bây giờ Bồ Tát liền trao chiếc áo quý giá và sâu chuỗi bằng ngọc, lại phát nguyện: Nếu tôi thành tâm bỏ chiếc áo quý giá cùng cho bó mani vui vẻ không hối tiếc gì, thì do lời chân thật này sẽ khiến cho tôi hôm nay từ trên cao rơi xuống sâu được an ổn, đứng thẳng không bị thương tổn gì. Bày tỏ lời nguyện như vậy xong, bèn tự leo xuống hầm sâu. Trong khoảnh khắc rơi chưa tới đất ấy, Bồ Tát liền được Tứ Thiên Vương thông thả đến tiếp đưa đặt xuống đất. Người kia bèn nói: Thật ít có người như thế này, bài kệ do Phật nói thật hết sức vi diệu sâu xa, làm hàm chứa mọi lợi ích lớn lao. Người ấy cũng liền từ trên bờ cao nhảy xuống hầm sâu và đến chỗ Bồ Tát thưa rằng: Dương tử thật là hy hữu, đã có thể vì việc khó làm như vậy là nhằm cầu pháp gì? Bồ Tát đáp: Tôi dốc lòng vì pháp ấy, tức sẽ đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu Phật đạo xong sẽ độ cho những ai chưa được độ, những kẻ chưa được giải thoát sẽ giúp họ giải thoát, những người chưa diệt trừ được khổ não sẽ giúp họ được diệt trừ, những ai chưa có sự an lạc sẽ khiến họ được đạt được an lạc. Đại tôn giả Xá Lợi Phất, người ấy nghe Bồ Tát nói xong bèn sinh tâm tin tưởng bản Bồ Tát sẽ được trả lại chiếc áo quý giá cùng sâu chuỗi ngọc. Vì sao? Vì ông mặc chiếc áo quý giá cùng đeo sâu chuỗi ngọc này thật là thích hợp. Bồ Tát đáp: Thật chẳng phải vậy, cũng như người đã nôn ra, kẻ nào trở lại ăn những thứ vừa nôn sao? Người ấy thưa rằng: Nếu không nhận trở lại cái vật ấy thì xin nhận lấy sự hối hận của tôi. Về sau này khi đắc đạo quả Phật Đà sẽ xin thể hiện sự cứu độ. Này tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả cho rằng vương tử Lạc Pháp thời ấy đã vì một bài kệ của Phật mà cởi chiếc áo quý giá cùng chuỗi ngọc mani để trao cho người đó, xong lại tự mình lao xuống hầm sau kia, để nào là một người xa lạ chăng, cho nên nghĩ như thế: Đó chính là ta hôm nay đấy. Còn người kia bây giờ đã vì ta mà nói bài kệ, sau khi ở nơi chỗ ta mà có được tính tâm là nói rằng khi ông thành Phật thì sẽ sinh độ tôi.
Người ấy lẽ nào là một người nào khác chăng? Đó chính là tỳ kheo Hòa Già Lợi hiện nay. Này tôn giả Xá Lợi Phất, một thời ta từng cùng với các vị tỳ kheo ở tại gần một khe nước sâu, tôi đi kinh hành những chỗ vắng vẻ. Lúc này tỳ kheo và Hòa Già Lợi đang ở trên bờ cao, ta bèn gọi lớn rằng: "Hãy tự mình lao người xuống đi." Do tin lời Phật nên Hòa Già Lợi liền lao người xuống khe sâu nhưng không bị thương tổn gì, lại được 6 thứ thần thông. Này tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả hãy xem diệu lực của sự phun trào căn lành ấy. Người đó vì ta chỉ nói một bài kệ là tin lời ta nói nên đã tự thân quy y nên được giải thoát. Này tôn giả Xá Lợi Phất, người ấy vốn từ gốc có tâm tham như phun trào căn lành mà hãy còn giết được hết các lậu, huống hồ là người đã tin nhận lời ta nói, thông là ánh sáng trí tuệ của Phật thuyết pháp cho Bồ Tát, dù chỉ một bài kệ 4 câu cùng chỉ dẫn đem lại lợi ích chưa dễ, ta chưa hề thấy phước đức ấy bao giờ hết được, trừ khi nhập Niết Bàn. Phẩm 26 nói về sự hủy hoại tâm Bồ Tát. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa với Đức Phật: "Kính bạch Thế Tôn, nếu người về các vị Bồ Tát thuyết giảng, dù chỉ một bài kệ 4 câu cùng chỉ dẫn đem lại sự lợi ích vui vẻ, hỗ trợ cho sự thành tựu Phật đạo của Bồ Tát, thì được những từng ấy phước đức. Nếu lại có người vì muốn phá hoại tâm của Bồ Tát nên cố tạo ra những ngăn ngại, thì sẽ cho rằng người đó đã gây nên tội lỗi như thế nào. Vì sao? Vì đối với những kẻ đẻ và sẽ làm các việc phá hoại quá nhiều kia, được nghe nói về tội lỗi như vậy thì sẽ tự thân hối cải." Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: "Nếu người tạo ra những ngăn ngại để phá hoại tâm của Bồ Tát thì sẽ đắc vô biên tội. Như người muốn phá hoại ngọc báu vô giá thì người ấy ắt bị mất đi vô lượng tài lợi." Lại tôn giả Xá Lợi Phất: "Như thế thì nếu người phá hoại quá nhiều tâm của Bồ Tát thì chính là đã hủy diệt vô lượng pháp bảo." Này tôn giả Xá Lợi Phất, như việc trồng các cây dược liệu, nếu có người chặt phá đi khi các cây ấy không tăng trưởng thì người đó chính là đã hủy hoại các pháp trị liệu bệnh cho vô số chúng sinh, khiến nhiều chúng sinh phải bị khốn khổ vì bệnh tật. Này tôn giả Xá Lợi Phất, như vậy là nếu người muốn phá hoại tâm của Bồ Tát ấy, tức tâm an lạc lớn, tâm đại trí dược có khả năng diệt trừ bao nỗi khổ não của vô số chúng sinh, thì phải biết rằng người ấy chính là đã khiến cho vô lượng vô số chúng sinh bị các thứ tham sân si mạn keo kiệt ganh ghét vô định không biết hổ thẹn, cùng các thứ bệnh phiền não khác xâm hại, cũng là khiến cho vô lượng a tăng kỳ chúng sinh bị mất đi cõi trú xứ niết bàn an lạc. Này tôn giả Xá Lợi Phất, nếu có người hủy hoại ao a nậu đạt và sát hại long phương thì nên biết rằng người ấy chính là đã hủy diệt, là mất đi loại nước gồm tam thứ công đức có khả năng dứt trừ nỗi khác chớ tại các loài chúng sinh. Là tôn giả Xá Lợi Phất, như thế là nếu người phá hoại quá nhiều tâm của Bồ Tát ấy thì chính là đã hủy hoại nước bát thánh đạo, có khả năng diệt trừ bao nỗi 24 ái dục của vô lượng chúng sinh. Này tôn giả Xá Lợi Phất, ví như có người hủy hoại cung điện mặt trời thì ấy chính là đã hủy hoại ánh sáng của chúng sinh trong 4 cõi thiên hạ. Như vậy là, này tôn giả Xá Lợi Phất, nếu người phá hoại quá nhiều tâm của Bồ Tát ấy thì nên biết là người đó chính là đã hủy diệt ánh sáng chánh pháp lớn lao của tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới. Này tôn giả Xá Lợi Phất, do người phá hoại tất cả bảo tính thì nên biết rằng người đó chính là đã hủy hoại vô lượng châu báu của chúng sinh. Này tôn giả Xá Lợi Phất, như thế là nếu người phá hoại quá nhiều tâm Bồ Tát ấy thì nên biết rằng chính là đã hủy hoại vô lượng a tăng kỳ các phần của pháp bảo, cũng xem là đã hủy diệt các kinh như thế khi chúng sinh không được nghe thấy. Này tôn giả Xá Lợi Phất, như từ bảo tánh phát sinh ra do lượng vật báo cung cấp đầy đủ cho chúng sinh, như thế là, này tôn giả Xá Lợi Phất, tâm của chư Bồ Tát chính là pháp bảo tánh, từ pháp bảo ấy sinh ra các pháp Phật với diệu lực của trí tuệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn. Này tôn giả Xá Lợi Phất, vì thế mà nên biết rằng kẻ phá hoại tâm của Bồ Tát ấy ắt đắc vô lượng và biên tội sâu dài. Này tôn giả Xá Lợi Phất, do người với tâm ác đã làm cho thân Phật chảy máu, nếu là có người phá giới chẳng tin hủy hoại để bỏ tâm Bồ Tát ấy thì hai tội ấy ngang nhau. Này tôn giả Xá Lợi Phất, đối với kẻ tâm ác làm thân Phật chảy máu, ta đã nói đầy đủ về 5 tội vô gián. Nếu người hủy hoại tâm Bồ Tát thì tội này còn hơn cả trường hợp trước. Vì sao? Vì giấy 5 tội vô gián hãy còn chẳng thể hủy hoại được pháp của một vị Phật.
Còn những người đã hủy hoại tâm Bồ Tát thì chính là đã đoạn diệt hết thảy các pháp Phật. Này tôn giả Xá Lợi Phất, ví như giết hại trâu bò thì chính là đã hủy hoại các thứ sữa lạc và tô. Như thế là, này tôn giả Xá Lợi Phất, nếu người phá hoại tâm của Bồ Tát ấy thì chính là sự đoạn diệt hết thảy trí tuệ Phật. Này tôn giả Xá Lợi Phất, vì thế nếu người phá giới, bất tín, mắng nhiếc, dùng lời lẽ phỉ báng, hủy hoại tâm của Bồ Tát thì nên biết rằng tội đó còn nặng hơn 5 tội vô giác. Này tôn giả Xá Lợi Phất, về tội vô giác ấy như khiến cho 4 cõi thiên hạ đều đầy cả các bậc A-la-hán, nếu có một người đã tước đoạt hết thảy sinh mạng của các vị đó, thì theo ý của tôn giả, người ấy đã gây ra tội lỗi nhiều chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất nói, các bậc Thế Tôn hết sức nhiều. Phật bảo, đà này nói rõ với tôn giả, nếu người buông lời phỉ báng, hủy hoại, quá nhiều Bồ Tát khiến sự tính tọa bị thay đổi, để bỏ tâm ấy là mất đi trí tuệ của Phật, thì so với tội trước, trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn vạn phần. Tội trước chưa bằng một, cho nên dùng trí dụ cũng không thể nêu hết được. Vì sao? Vì ở trong trường hợp trước, tuy tức đoạt sinh mạng của từng ấy A-la-hán, nhưng mà không thể ngăn trở các pháp, các hạnh của chư Phật như 10 lực, 4 vô sở ý, 4 trí vô ngại, 18 pháp bất cộng, hành đại từ đại bi, hành bất hư, không ngăn ngại các tướng hảo của Như Lai như tượng phân hồi quán, sư tử phấn tấn, vô kiến định tướng, không hề ngăn trở việc Như Lai thổi phan lên đầy đủ 500.000 thứ tiếng loa chánh pháp, cũng không phân hại đến việc chuyển bánh xe chánh pháp vô thượng, không ngăn trở được tầng lực tồn tại của bậc thánh chủ, cũng là không ngăn trở trí tuệ có khả năng thông tật các thứ căn trí lợi đoạn của cùng đủ thứ đủ loại dục lạc khác biệt của tất cả chúng sinh. Này tôn giả Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đại chánh giác, thành tựu được các pháp đại thừa kiên thể trang nghiêm, nếu có người đến phá hoại quá nhiều tâm ấy khiến cho Bồ Tát khói chuyển lìa bỏ, thì người đó chính là đã ngăn trở 10 tối lực của Phật cho đến thứ trí tuệ có khả năng thông tỏ vô số tham dục của chúng sinh. Này tôn giả Xá Lợi Phất, như khắp 4 cõi thiên hạ cũng như cả tam thiên đại thiên thế giới đều có đầy đủ các vị a la hán nhiều như rừng rậm hay rừng tre lâu đồng lúa mè, nếu có một người đã khỏi tâm tức đoạt hết sinh mạng của các vị a la hán ấy, thì theo ý tôn giả, người ấy đắc tội lỗi nhiều chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp, kính bạch Thế Tôn, hết sức nhiều. Phật bảo, này tôn giả Xá Lợi Phất, nếu là có người mang tâm giận dữ, khinh mạng, phá giới, bất tín, hủy hoại, làm tán loạn tâm của Bồ Tát, thì người đó đắc tội chỉ có Phật mới có thể biết hết được. Vì sao? Vì người ấy đã hủy hoại, làm tán loạn tâm của Bồ Tát, tức chính là đã hủy diệt hết thảy pháp Phật, cùng đoạn mọi Phật chủng. Vì sao? Vì nếu không có Bồ Tát từ xưa, từ thời xa xưa để giúp phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì làm sao có được ánh sáng trí tuệ cùng diệu lực tự tại của Phật như vậy xuất hiện ở thế gian? Là tôn giả Xá Lợi Phất, vì thế mà tâm của Bồ Tát ấy là tâm vô thượng, tâm vĩ đại, tâm sâu xa, cho nên đối với 4 chúng đệ tử tỳ kheo này ưa Bồ Tát ưa Bà Di cùng các bộ chúng thiên long giả xóa cả tất bà Adula Kalula Khonala Mahola già nhân phi nhân thì đang có ở đây, còn như hết thảy thế gian đời nơi kính lễ. Vì sao? Vì nếu người có được tâm ấy thì nên biết là đời và đời vị lai sẽ là bậc Thế Tôn. Này tôn giả Xá Lợi Phất, theo ý tôn giả thì sao? Như là ca ngợi khen tâm của Bồ Tát ấy thì trong sự tán dương đó là nhằm để phân biệt cùng hạng với sự tôn sơn của chúng sinh như gia thế sắc lợi, gia thế bà la môn, gia thế lớn cư sĩ, chuyển luân vương, tứ thiên vương thiên, tất đời hoàng nhân, hoặc như đao lợi thiên, dị ma thiên, đao xuất đà thiên, hóa lạc thiên, thao hóa tự tại thiên, hoặc như phạm thiên, đại phạm vương. Với những tôn hiệu như thế chăng? Tôn giả sẽ là Phật thưa, chẳng phải thế. Bạch Thế Tôn, vì sao? Vì Thế Tôn chỉ nói về tam ấy là thanh tịnh, là vĩ đại, là sâu xa bậc nhất như vậy. Đức Phật bảo, vậy theo ý tôn giả thế nào? Như ta đã tán dương tam ấy như thế, thì trong sự khen ngợi đó, phải chăng là nhằm nói đến các cái vị đại lực sĩ như Lai La Diên, hoặc trẻ hoặc già, hoặc giàu sang hoặc nghèo hèn, cao thấp đủ hạng người chăng? Tôn giả sẽ là Phật thưa, kính bạch Thế Tôn, chẳng phải. Đức Phật bảo, này tôn giả sẽ là Phật, tôn giả nhận thấy tâm ấy xuất hiện ở bất cứ nơi chốn nào, hoặc nơi người trẻ, người già, hoặc nơi kẻ giàu sang, nghèo khổ, có sức mạnh, không sức mạnh, thì các vị đều nên kính lễ, nhớ nghĩ, giữ gìn, trợ giúp để những người ấy thành tựu được tâm nguyện của họ. Đấy là sự báo ân không còn, không gì hơn của bậc thanh văn đã dùng pháp thí để giáo hóa chư Bồ Tát. Này tôn giả Xá Lợi Phất, nếu các vị thanh văn
có thể làm được như vậy, thì đó chính là sự cúng dường như là đầy đủ nhất. Đấy còn gọi là có thể chỉ dẫn khiến cho các vị Bồ Tát chế tâm chưa thượng Bồ Đề đã không thoái chuyển. Tôn giả sẽ lại phát thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, Bồ Tát có ba thứ tâm: một, tâm mới bắt đầu phát khởi; hai, tâm chuyển biến; ba, tâm thành tựu. Trong ba tâm ấy, Đức Thế Tôn khen ngợi chủ yếu là tâm nào? Đức Phật nói: đúng thế, đúng thế. Như Tôn giả vừa nêu, Bồ Tát có ba thứ tâm: tâm ban đầu, tâm chuyển biến và tâm đã thành tựu. Này Tôn giả, sẽ lập Phật trong ba trong các tâm ấy, như là chủ yếu, tán dương, tâm ban đầu và tâm chuyển biến. Nhờ đấy mà tâm nguyện được thành tựu. Vì sao? Vì nếu chỉ có người phát tâm vô thượng Bồ Đề không hề thoái chuyển vào hàng thanh văn bích chi Phật, do không thoái chuyển ấy nên dần dần sẽ thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Vì thế Bồ Tát phát tâm Bồ Đề phải nên quán sát tâm ấy là tướng không. Này Tôn giả, sẽ lập Phật, những gì nơi tâm ấy được gọi là tướng không? Này Tôn giả, sẽ lập Phật, tâm gọi là ý thức, tức là thức tâm, là ý nhập, ý là giới tâm, cho nên tướng nó là không. Tâm không có hình tướng của tâm, cũng không có kẻ tạo nên. Vì sao? Vì nếu có người tạo nên thì chính là có sự tạo tác từ kẻ khác. Nhưng nếu người ấy nhận lấy như tâm tự tạo thì chính là tự tạo, tự nhận lấy. Này Tôn giả, sẽ là Phật, tâm ấy hình tướng nó là không, không có kẻ tạo ra, không có kẻ khiến tạo ra. Như không có người tạo ra thì tất không có tướng tạo tác. Nếu người hỷ luận cho là tâm ấy có hình tướng, tức là đã chống lại các pháp vô ngại không vô tướng. Nếu đã chống lại các pháp vô ngại không vô tướng thì người đó cũng chống lại Như Lai. Chống lại Như Lai nên biết rằng kẻ ấy bắt bị rơi rớt vào chốn hầm hố sâu, tức là đọa vào các nẻo ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, còn mang nặng những kiến chấp về ấm giới nhập, kiến chấp về ngã nhân, về chúng sinh. Này Tôn giả Sa Lợi Phất, nên ghi nhận là quan trọng này. Kiến chấp về Phật Pháp Tăng, kiến chấp về Niết Bàn đều là hữu sở đắc kiến. Những kiến chấp ấy, những thứ kiến chấp ấy là gốc của các nẻo ác. Chúng sinh do tham vướng các thứ kiến chấp đó đã bị rơi rớt vào các hầm hố sâu, không chỉ riêng mình mà còn bao kẻ khác cũng bị rơi vào đấy. Hầm hố sâu kia chính là năm nẻo sinh tử vậy. Lúc bấy giờ trong chúng ngồi có một người ăn xin tên là Tuyển Trạch, từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, con lại không muốn đọa vào chốn hầm hố sâu ấy, cũng không dám muốn cùng với Như Lai tranh biện. Con từ trước tới giờ sinh tâm như vậy, muốn đạt được đạo quả vô thượng chánh đại chánh giác thì phải tự mình sinh niệm trở lại. Con là người nghèo nàn, vốn chịu nhiều khổ não, việc mưu sinh khó khăn. Các hàng gia thế lớn như Xá Lợi Phất, Bà La Môn, cư sĩ hay còn chẳng có thể học hỏi đạo vô thượng Bồ Đề, huống hồ là con là kẻ ăn xin nghèo hèn hết mực. Nay theo Phật được nghe Phật khen ngợi về tâm mới phát của Bồ Tát, trong ấy Đức Phật không nói về dòng họ lớn Xá Lợi, về các gia thế lớn Bà La Môn, cư sĩ cùng các bậc tứ thiên vương, tứ đại hoàng nhân, Đao Lợi Thiên, Dị Ma Thiên. Chẳng nói về phạm thế, phạm thiên vương, là cũng không nói về những hạng giàu nghèo sang hèn. Con kể từ hôm nay quyết định phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng tự coi thường thân mạng mình. Đức Phật nói: lành thay, này Tuyển Trạch, ông từ hôm nay mới thực sự là theo học Như Lai. Khi ấy Tuyển Trạch liền ở trước Đức Phật cung kính đọc bài kệ: con chẳng mong khen ngợi, ngợi khen chẳng thường diệu, muốn cầu ý tối thắng trí vô thượng của Phật. Phật thế gian tôn quý, thế gian không gì hơn, nơi chúng sinh khổ não, nơi dốc tâm quy mạng. Phật chứng pháp vô lậu, ví diệu vô lượng tịnh, thương chúng sinh nên dạy, nội tất khổ sinh tử. Thần lực Phật vô ngại, hào quang cũng vô biên, đạt trí tuệ không bờ, phước đức thật và vội. Theo tôn bản tâm con, cổ nhập đạt quả Phật, tâm trở lại tối chuyển, ai giúp kẻ nghèo hèn. Các bậc vương, cư sĩ, thích phạm các tôn thần, vì đức lớn trời người, hãy còn chẳng đạt được. Bốn con kẻ nghèo hèn, ăn xin để nuôi mạng, trí Phật đời khó sánh, làm sao mà có được. Thế Tôn biết tâm con, gọi Xá Lợi Phất nói: ta nói tâm phát ấy, không giàu, nghèo, sang hèn, cũng chẳng nói Xá Lợi, Bà La Môn, cư sĩ, chư thiên long quỷ thần, chỉ nói phát tâm tịnh. Hay được nghe Phật dạy, tâm con thêm sức lớn, ác sẽ được thành Phật. Nếu phải phát tâm lớn, trời đất có chuyển đổi, tôi di thành bụi tre, hư không hãy còn đổi, tâm con chẳng thể chuyển. Giả như mọi chúng sinh, hết thảy đều là ma, ao đến đã quấy phá, tâm con định không đổi. Nếu có người trước con mà nói lời thế này, trí Phật rất khó được, ai cho kẻ nghèo hèn. Con nghe thế xin thưa, ngươi chính kẻ nghèo hèn, ngươi không có tính tài, ta sẽ được làm Phật. Chứ Phật vốn không tánh, cũng không có định chủng, chỉ nhất tâm hồi hướng,
là Đại Thừa Vô Thượng, là chính tánh chư Phật, cũng là chủng Như Lai. Nhất tâm cầu Phật đạo, cũng dù nâng quả Phật, con chẳng tiếc thân mạng, cũng không tham thế lạc. Chỉ theo đạo Vô Thượng, độ hết thảy chúng sinh. Đây ở trước Pháp Phương, xin bày lời chân thật, nếu có gì sai lầm, xin Phật thương xót dạy. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng kệ đáp lại, ông phát tâm vô thượng, theo niệm vô thượng thừa, trong ấy chẳng sai lầm, sẽ thành Phật Pháp Vương. Từ trạch nghe Phật nói, tâm được vô lượng vui, do được tâm thanh tịnh, bay cao bảy đa la, Thế Tôn liền mỉm cười, biển phóng qua năm sắc, chiếu sáng khắp đất trời, lại thâu nhập đỉnh đầu. A Nan liền chắp tay, hòa bậc lưỡng túc tôn. Bậc đại hùng trí diệu, nay do từ nhân nào, trong thành vương xã này, kẻ ăn sinh hạ tiện, trụ ở nơi không trung, chắp tay kính lễ Phật. Là chư thiên long phương, dạ xoa nhân phi nhân, đều nhất tâm chắp tay kính lễ kẻ hèn ấy. Con nay hỏi Thế Tôn, vì sao cười phóng quang? Ai tu thành Phật đạo, ai muốn được thọ ký, ai sẽ trụ Phật đạo mà phát tâm vô thượng, sẽ chứng tuệ tối thắng, đọa mọi già bệnh chết, ai sẽ ngồi đạo tràng để diệt chúng quân ma, đắc Phật đạo vô thượng, chuyển pháp luân tối diệu. Ai sẽ đạt trí lớn, được vô lượng toàn thông, đạt trí tuệ vô ngại, biết mọi căn chúng sinh, ai sẽ được phạm âm. Ngôn thuyết thệ diệu kỳ, do trí chân vô ngại, thuyết giảng mọi chân lý. Ai chứng đạo vô thượng, luôn trụ định vi diệu, thông tỏ tâm ba cõi, từ bi đến thuyết pháp. Ai sẽ lúc nói pháp, trời người đều hoan hỷ, sẽ đạt hạnh bất hư, pháp tượng vương hồi quán. Ai dạy dắt đại chúng, nghiêm tịnh tới giới Phật, liền hết thảy các nạn, rộng mở nẻo tịch diệt. Thế Tôn uy đức lớn, con xin hỏi việc ấy, do duyên gì mỉm cười? Mong đáp, chúng hoan hỷ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo tôn giả A Nan, Như Lai, nhân vì người ăn sinh tiện thịch ấy nên đã mỉm cười phóng hào quang lớn. Tức thì trong chúng hội Thiên Long, Dạ Xoa, Khao Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân, còn đến 80 ức này do tài chúng, ta đều phát tâm vô thượng bồ đề. Ta vì các vị ấy mà thọ ký đạo quả vô thượng cho đại chánh giác. Lúc này, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ ý nghĩa trên nên nói cởi bài kệ. Như Lai lúc nói nhân duyên ấy, đủ 80 ức na do tha, chúng sinh tại phát tâm vô thượng, tất cả đều sẽ thành Phật đạo. Nay tiện trạch lẹ kẻ trí sâu, nơi không trung chấp tay hoan hỷ, cung kính ca ngợi cúng dường ta, tự nguyện đạt giác ngộ như Phật. Ngỡ do phước đức nhân duyên, chung cuộc không đọa các nẻo ác, mọi đời thường lìa chốn tám nạn, kiếp kiếp luôn được thấy chư Phật, đã được gặp chư Phật như thế, nên đạt được vô thượng bồ đề, lòng báo cờ phướng cùng hoa hương, đủ mọi thứ ấy cúng dường Phật, nhiều đời chư Phật còn tu tập, y phục thường diệu cùng các món, giường chiếu đồ nằm và thuốc men, mọi thứ đầy đủ cúng dường Phật, sẽ lần lượt được gặp Di Lặc, quyết cầu Phật nên thêm cung kính, đem 70 ức na do ta cho báo ma đi để cúng dường. Mỗi mỗi ngọc ma đi tỏa sáng, chiếu khắp cả 80 gia tuần, mọi sức sáng châu báu hợp lại, tỏa chiếu được khắp mọi thế giới. Lại dùng 7 báu xây tháp miếu, cả 30 ức na do ta, mọi tháp ấy cao rộng 10 dặm, dùng các diệu báu, báu diệu để trang nghiêm, y phục dùng phản cùng chân đạm, cùng 70 ức na do ta, ta đều trang nghiêm đủ như thế, dân Phật Di Lặc và chúng tăng 3 tháng an cư luôn cúng dường. Trải trăm năm chẳng hề mỏi mệt, người ấy sau này sẽ xuất gia, đắc pháp Di Lặc tu phạm hạnh, tâm luôn cung kính cùng yêu thích, cung kính cúng dường Phật Di Lặc. Lần lượt học hỏi hạnh Bồ Tát, tất thấy chư Phật trong hiền kiếp, từ đó lại được gặp chư Phật số lượng hơn cả các sông Hằng. Thái đồ tâm được thêm thanh tịnh, càng thêm cúng dường tu Phật đạo. Người ấy tâm tịnh độ phước báo, từ đây lực nói chẳng thể hết, quả ấy phó lượng có nêu dụ, ai được nghe nói đều cầu Phật. Người ấy qua lại trong sinh tử, hàng hà sẽ kiếp cầu Phật đạo, đời cô sẽ chứng trí vô thượng, thành Phật hiệu là tập kiên thật. Thọ mạng tới đến 1.000 kiếp, thế giới trời Phật rất thanh tịnh, có diêm phù đề cũng trang nghiêm, như cung đao lợi, đỉnh tu di. Thế Tôn tập kiên thật, chúng hội lớn thanh văn, hơn ức na do tha như hàng hà xa số. Trong mỗi hội lớn, có hàng hà xa người, đều đắc A La Hán, lợi lực thần thông tự tại, thể thông đạt ba tạng, mọi hỏi đáp đều tường, như xá lợi Phất đây, đệ nhất trong trí tuệ, có hội lớn Bồ Tát số lượng còn nhiều hơn. Có đại Bồ Tát Phật ấy, cũng tên A Dật Đa, các vị Bồ Tát đó, đắc pháp nhẫn vô sinh, thân chuyển sinh các nước, theo chốn đều thành Phật. Trong mỗi hội lớn, Bồ Tát hàng xa số, Phật ấy cũng thọ ký,
sẽ thành đạo vô thượng. Sau khi Phật diệt độ, Pháp trụ trọn một kiếp, xá lợi được chia khắp, cũng như ta diệt độ. Xá lợi tập kiến thật, trời người đều cúng dường. Ta trở thích mọi loài, hiện các lực thần thông. Ta biếu xá lợi đó, đều xây bằng bảy báu, lan can cùng một cột báu, cờ lộng và hoa hương. Đem những báu diệu ấy, trang nghiêm tháp Như Lai. Dùng các tháp miếu đó, nghiêm tịnh cõi diêm phù, nếu người mang các hoa, cũng giờ nơi tháp Phật liền điển biến thành lộng hoa, có thần lực như vậy. Thế Tôn tập kiên thật, hình tượng nơi các tháp, theo chỗ thích chúng sinh, mỉm cười phóng hào quang lớn tỏa chiếu, rồi về nhập chốn gốc, như nhập nơi định tướng, tự biết Phật tỏa ký. Như hào quang vào miệng, biết nhận chuyên giác thừa, hào quang vào ngã rốn, tự biết nhận thanh văn. Hình tượng Thế Tôn ấy có lực thần thông đó, ở một kiếp như thế, hết kiếp mới chấm dứt. Pháp hữu vi vô thường, nên phải càng tinh tấn. Bây giờ, Xuân Dạ sẽ là Phật thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, thật là điều ít có. Người ăn sinh tuyển trạch là hạng hạ tiện mà tâm đã thành tựu được các pháp thượng diệu tôn quý. Như thế thì có người trí nào giúp có thường hạng hạ tiện? Đức Phật bảo sẽ lợi tôn giả sẽ lợi Phật. Đúng vậy, đúng vậy. Như tôn giả đã nói, không có người trí nào giống khen thường có người hạ tiện ấy. Chỉ trừ hạng phàm phu không hiểu biết, không có trí tuệ. Nên tôn giả sẽ lợi Phật. Chính từ ý nghĩa ấy nên trong kinh ta đã nói, kẻ trí không nên khinh mạng trong việc đánh giá người khác. Khinh mạng trong việc đánh giá người khác chính là tự làm thương tổn mình. Này tôn giả Sư La Phất, y theo ý tôn giả cho rằng người ăn sinh tên là Tiễn Trạch này xưa nay hầu như đã được Thiên Long và so cả tất bà Atula Akalula Khornala Mahola già nhân phi nhân bày tỏ sự kính lễ chân. Tôn giả Sư La Phất đáp: Các bạch Thế Tôn, không phải thế. Vì sao về người bần tiện này chưa được Đức Như Lai tỏ ký nên chưa được mọi người kính lễ? Này, chưa được Đức Thế Tôn tỏ ký rồi nên được hết thảy trời người Atula đều cùng kính lễ. Này tôn giả Sư Lợi Phất, đó là chư Phật đời ở đời vị lai đạt được tri kiến vô ngại, không cùng qua vị với hàng thanh văn bích chi Phật. Vì vậy mà, này tôn giả Sư Lợi Phất, các hàng đệ tử của ta tin tưởng thọ nhận lời Phật nói, nếu về chúng sinh mà diễn thuyết chánh pháp thì vào những lúc ấy trước hết phải nên tán dương công đức cùng thần lực của Phật. Chúng sinh được nghe đều thấy thì có thể phát tâm cầu trí tuệ chư Phật, do đó có được sự phát tâm đó mà Phật chủ luôn được nối tiếp. Này tôn giả Sư Lợi Phất, tất cả chúng sinh trong thế gian ít có người vì người khác mà mong cầu lợi lạc, đem lại lợi lạc cho mình và cho người, điều ấy là hết sức khó. Này tôn giả Sư Lợi Phất, vẻ như việc vị ta cầu lợi từ trong chúng sinh, những người có khả năng đem lại lợi lạc cho chính mình, những người đó hay còn khó khăn. Vì sao vị hạng phàm phu hiện nay muốn cầu lợi cho chính mình thì ngược lại tự làm thương tổn mình? Vì sao? Này tôn giả Sư Lợi Phất, ta chẳng thấy có người nào nếu xâm phạm tác hại cho kẻ khác mà chính mình lại không bị suy kém sâu khổ. Do đó nên biết rằng đứng vững trong việc tạo nhân đem lại lợi ích cho chính mình đã là điều khó rồi, là ở trong ấy vừa tự lợi lợi tha thì thật là hết sức khó khăn. Này tôn giả Sư Lợi Phất, nếu như người hủy hoại kẻ phát tâm cầu pháp đại thừa thì nên biết rằng người đó chẳng thể tự lợi cũng như lợi tha, người ấy cũng không thể gọi là người tu tập đạo pháp. Này tôn giả Sư Lợi Phất, như kẻ ngu si ấy đã hành động theo tà đạo và đã đánh mất đi phần lợi, tự lợi cùng lợi tha, chính do nhân duyên đó, nên người ấy sẽ gặp phải tám pháp suy não. Thế nào là tám pháp? Đó là: một, mất đi chỗ yêu mến quý trọng của bản thân, gia đình, quyến thuộc; hai, quả nước suy yếu loạn lạc; ba, tài sản ngày một hao tốn; bốn, hòa lửa thiêu đốt; năm, quan trên bắt bớ; sáu, các căn bị hư hại; bảy, chết đọa vì đọa vào địa ngục; tám, bị ngục tốt tra khảo đánh đập. Đó là tám pháp suy não. Lại nữa còn có tám pháp bất an lớn. Những gì là tám pháp? Đó là bị sinh và các nẻo ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thậm chí là sự bất an lớn. Nếu được làm thân người thì thường sinh ở chốn biên địa, chẳng biết thiện ác, ở chốn không có Phật, không có pháp và thánh chúng, chính là sự bất an lớn. Giả như được thân người và sinh ở vùng giữa nước thì lại bị điếc mù, câm ngọng, suy tàn, trăm tật, đấy cũng chính là sự bất an lớn. Được sinh ở vùng giữa nước với đầy đủ thân người nhưng luôn bị suy yếu, mang tâm chưa định tà phậy, hư giá gian ngoa, đó cũng chính là pháp bất an lớn. Thọ giáo ngoại đạo ưa thích đối với tà luận, tà kiến, ác hạnh, tạo thành các nghiệp về thân khẩu ý luôn bất tịnh, chứ Phật hiền thánh cũng chẳng thể cứu được, đó cũng là pháp bất an lớn. Nếu được sinh ở vùng giữa nước với đầy đủ thân người, nhưng ngay vào đêm Phật đắc đạo liền bị mạng chung, nên chẳng được gặp Phật pháp, đó cũng được gọi là pháp bất an lớn.
Đó là tám pháp bất an lớn mà kẻ khinh mạng hủy hoại người cầu Phật đạo luôn gặp phải. Này Xá Lợi Phất, nên biết rằng người khinh mạng hủy hoại ấy, nếu sinh vào cõi địa ngục tất bị đọa nơi đại địa ngục A Tỳ, mà thân hình to lớn nhận lấy nhiều thống khổ cùng liên tiếp với các tội nặng. Nếu đọa vào các đạo gốc sinh thì lại thì làm loại ác trùng ác thú luôn đói khát khổ cực và xâm phạm cướp đoạt thân mạng loại khác, ngấu ngấu cả thịt xương để nuôi sống mạng mình, theo chúng sinh sống mà tiếp tục tăng thêm các nghiệp gây tội ác. Nếu sinh vào các loài Phật ở nước thì sẽ làm cá ma già, đối bị ngôi dân già la thất thủ ma la cùng chân uất đà la dùng lưới bộ giăng bắt lấy. Lúc sống thân bị các cứa chịu bao khổ não mà muốn chết đi mà chẳng được, như lại được sinh lên trên đất liền thì hoặc làm lạc đà lừa trâu bò dê chó heo, hay làm thân lạc đà trâu bò thì luôn bị người xỏ mũi lôi dắt, thân người mang chở nặng nhọc là còn bị gậy đập roi quất, dù có kêu rống cũng chẳng được một ai cứu giúp. Giữa đường vì đói mệt chẳng thể bước tới nổi nữa, thân mẹ do dứt liền bị chỗ mổ thịt lột da, thịt xương hầu như chẳng còn gì cả, là còn bị mắng giết là đồ ăn hại vô thích sự. Này tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả hãy xem xét các nhân duyên gây nên tội lỗi ấy. Tình như chỗ thấu đạt của ta thì nếu muốn nói đầy đủ từ kiếp này sẽ kiếp khác cũng không thể hết được. Này tôn giả Xá Lợi Phất, cần cứ nhận lời quan trọng này, nếu kẻ hủy hoại tâm của Bồ Tát ấy thì không thể nào tránh khỏi việc bị đọa vào tám nạn. Vì sao? Vì kẻ ấy luôn tiếp tục giấy khởi các nghiệp ác gây tội nên tội lỗi. Nên biết rằng các vị là những người đã thoát khỏi các nạn ấy vì luôn tự có giúp mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ, quyển 7.